Chương 1181 Lữ thụ rất rõ ràng chính mình Sơn Hà Ấn bên trong là có thể thả vật sống, nhưng Sơn Hà Ấn như cũ không phải lữ thụ lựa chọn tốt nhất. Những này liệt hỏa vân câu hắn không muốn giết, bởi vì hắn gặp qua đoan mộc hoàng khải liệt hỏa vân câu, giống nhau là nhất phẩm, loại sinh linh này đối với hành quân tác chiến là phi thường có trợ giúp. Tuy nhiên lữ thụ bên này ngự long ban trực đều sẽ bay, nhưng là bình thường nhất phẩm cao thủ tốc độ phi hành cũng không có liệt hỏa vân câu nhanh, tự như là người bình thường không chạy nổi ngựa đồng dạng. Cái này ngựa nếu là sẽ không bay, lữ thụ cũng không đến mức như vậy để bụng, nhưng đoan mộc hoàng khải đều gấp đôi yêu thích sinh linh, khẳng định còn có cái khác chỗ hơn người. Sơn Hà ấn bên trong coi như bỏ vào dưỡng khí cũng là sẽ không lại tạo, cho nên nếu như muốn ở Sơn Hà ấn bên trong chăm ngựa liền rất phiền phức. Mà bây giờ lữ thụ kỳ thực có lựa chọn tốt hơn, tinh đồ. Ở hắn tiến vào tinh đồ nhìn thấy chui kiếm này lưu chủ nhân lưu lại kiếm trước đó, lữ thụ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình tinh đồ bên trong sao trời đều là thật. Bởi vì làm một cái người trong thân thể giấu lấy một mảnh chân thực tinh hệ loại chuyện này, lữ thụ trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đoạn thời gian trước lữ thụ liền bắt đầu hướng tinh đồ tầng thứ 5 tinh vân mặt trong rút ra di tích không khí, thậm chí còn đang lợi dụng chính mình khống thủy dị năng ở liên tục không ngừng đi đến mặt rút ra nguồn nước, tuy nhiên không nhiều, nhưng là hắn cũng một mực không có nhàn rỗi đây cũng là israel bọn hắn phát giác được luôn luôn có gió nguyên nhân lữ thù một mực đang cho tầng thứ năm tinh vân thua tặng đồ chủ tinh là không thích hợp sinh linh sinh tồn năng lượng ba động cơ hội mãnh liệt nhưng mà vây quanh chủ tinh viên thứ hai sao trời liền không giống nhau rồi lữ thù thậm chí cảm giác cái kia viên thứ hai sao trời giống là địa cầu đồng dạng chỉ bất quá không có trăng sáng vần quanh mà thôi lữ thù cũng không phải là ngôi sao gì thể nghiên cứu chuyên gia cho nên hắn đang suy nghĩ như thế nào sáng tạo thích hợp sinh linh ở lại hoàn cảnh lúc trực tiếp tham chiếu rồi thái dương hệ mô bản nguyên bản tinh đồ đều là chính hình tròn ở vận chuyển lữ thụ thử một cái chính là phát hiện mình là có thể điều chỉnh sau trời bay lượng quỷ tích điều chỉnh hành tinh quỷ tích vận hành thời điểm lữ thụ cũng không biết rõ nên thiết trí bao xa nhưng cái này không là vấn đề bởi vì trực tiếp từ kết quả vào tay là được rồi nhân loại thích hợp ở lại hoàn cảnh là bao nhiêu nhiệt độ lữ thụ chỉ cần để cái kia viên thứ hai hành tinh dựa theo cái này nhiệt độ đến hoạt động chỉnh khoảng cách chủ tinh khoảng cách là được rồi. Sao trời bên trên thổ những nhìn lên đến cùng trên địa cầu cũng không giống nhau, là trắng bệt. Trước đó lữ thụ có chút lo lắng cái này thổ những nuôi sống không rồi thực vật, nhưng khi hắn bỏ vào mấy khỏa di tích thực vật về sau, lại phát hiện thực vật sinh trưởng muốn so ở di tích bên trong còn muốn tươi tốt. Những thực vật này ở di tích bên trong kỳ thực đã thoát ly bình thường thực vật khái niệm, bắt đầu hấp thu linh khí cung cấp nuôi mình, mà tinh đồ mặt trong nhiều nhất là cái gì? Là so linh khí chất lượng tầng thứ cao hơn tinh thần chi lực, sinh mệnh bản nguyên lực lượng. Lúc này lữ thụ yên tâm đem liệt hỏa vân câu thu nhập tinh đồ trong kia khỏa cải tạo qua trên hành tinh, hắn phát hiện những này liệt hỏa vân câu đúng là ở ngắn ngụi bối rối về sau bắt đầu vui chơi như vậy tại hành tinh bên trên phi nước đại. Lữ thụ đang nghĩ, cái này tinh đồ bên trong sao trời chân thực tồn tại à, là tồn tại ở trong thân thể của hắn, vẫn là nói tồn tại ở không cũng biết một chỗ, hắn chẳng qua là mở ra rồi một đầu không gian thông đạo mà thôi. Lữ thụ càng có khuynh hướng cái trước, hắn vẫn luôn đang thu nạp cái này tinh thần chi lực loại sinh mạng này bản nguyên, sau đó ở chính mình đều không biết tình huống dưới, trong thân thể khai thác ra rồi một cái cực kỳ cuồng cuồng rộng lớn không gian. Có người nói một giọt nước bên trong cũng có thể là giấu lấy một cái thế giới, lữ thụ trước kia không tin, hiện tại có chút tin rồi không gian loại vật này còn không phải lữ thụ cái này loại duy trì có thể thăm dò. Nhưng hắn mới mặc kệ nhiều như vậy, có thể sử dụng là được. Lần này di tích khỏi cần phải nói rồi, chỉ là cái này hơn 100 thất liệt hỏa vân câu liền đã giá trị về giá vé, trước kia ngự long ban trực nhưng không có cơ hội có được cái này loại tòa kỳ A, hiện tại có rồi. Lại nói lữ thụ một mực nhớ trương vệ vũ từng nói qua ngự long ban trực vũ khí thiên hạ triều, cũng không biết rõ những này vũ khí hiện tại đi cái nào rồi, muốn là mình có thể cho trương vệ vũ bọn hắn lấy tới liền tốt rồi dù sao nghe trương vệ vũ bọn hắn thổi vẫn rất mơ hồ đây trong doanh địa đám tán tu nhìn lấy lữ thù bóng lưng cái kia thiếu niên đuổi theo một đoàn ngựa cứ như vậy chạy xa rồi giờ khắc này bọn hắn đột nhiên cảm giác được đợi lát nữa lữ thù lại đuổi theo một đám cái gì di tích sinh linh chạy về đến bọn hắn cũng sẽ không quá ngoài ý muốn chính mình cảm thấy khắp nơi đều địa phương nguy hiểm thả người ta trong mắt cùng hậu hoa viên giống như đụng phải cái gì đều có thể bắt một chút vậy đại khái chính là thực lực cảnh giới chênh lệch đi israel nghĩ đến mình đã giác tỉnh liền phát ra từ nội tâm mừng rỡ chính mình vậy liền coi là là tiến vào tu hành giới rồi à vậy có phải hay không cách cái kia thiếu niên lại gần thêm một chút lữ thù cuối cùng không tiếp tục đuổi theo sinh linh gì chạy về đến hắn cứ như vậy biến mất ở rội rộng lớn di tích trong cấm địa israel một mực chờ đến hừng đông nàng còn tưởng tượng lấy lữ thù sẽ một lần nữa trở lại trong doanh địa đây kết quả nhưng vào lúc này nàng chợt thấy một cái tinh tế tay áo lớn lên thân ảnh từ phương xa bầu trời bay tới cái kia ung dung không vội khí độ tự như là một cái thần minh trắng tóc màu vàng chờ đối phương bay gần thời điểm israel bỗng nhiên giật mình chính mình vậy mà gặp qua đối phương những người khác cũng nhìn thấy rồi trong doanh địa mặc kệ lúc nào đều sẽ có hơn 10 cá nhân đứng gác canh gác có người bỗng nhiên nói ra nữ hài kia ta gặp qua là bắc âu thần chủ co rang co rang bay ở trên trời bên trong trên trời tích chứa lôi đình lại cây bản không có bất cứ động tĩnh gì bởi vì co rang bản thân liền chấp chưởng lôi đình trâu rừng bầy tìm tới lữ thụ cũng không phải vì rồi tìm người mà là vì rồi tìm lôi ăn mà co rang bay lượng không ngớt bên trên lôi đình cũng sẽ không dẫn động cho nên liền ngay cả trâu rừng bầy cũng không có chú ý đến nàng lúc này co rang nhìn thấy rồi trên mặt đất doanh địa đúng là chậm rãi rơi xuống một thân áo giắt két không nhún bụi trần, mặt mày như là bức tranh. Co ra nhìn rồi Israel một chút nở nụ cười nói ra, ngươi tốt. Israel ngơ ngác nói, ngươi tốt. Trong doanh địa đã bắt đầu xì xào bàn tán rồi, bọn hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Co Hơn nữa, Co Rang tự như là truyền thuyết bên trong đồng dạng, cái kia loại như thần minh mỹ lệ làm cho tất cả mọi người đều không thể coi nhẹ, nhưng lại không dám nhìn thẳng. Người bình thường đại đa số kỳ thực đều có tỳ vết, đứng xa nhìn nhìn rất đẹp, khoảng cách gần giải quyết xong có thể nhìn thấy khô khốc da thịt, thô to lỗ chân lông, thậm chí trên mặt rất nhỏ nếp nhăn. Nhưng mà có rằng là hoàng mỹ, coi như khoảng cách lại gần cũng sẽ cho người sản sinh một loại cảm giác, lẫn nhau giống như cũng không phải là cùng một giống loài, đối phương khả năng thật là thần minh. Bắc Âu thần chủ trước kia chỉ là một cái xưng hô, bởi vì dù sao nói là thần tộc, nhưng kỳ thật vẫn là người nha, cho nên thần chủ đều khiến người có chút cảm giác giống như là khoác lác. Nhưng là thật gặp qua có răng người, cũng sẽ không nghĩ như vậy rồi. Đột nhiên, có răng từ trong túi quần lấy ra một tờ lữ thủ ảnh chụp đến đặt ở Israel trước mặt, ngươi thật là phiền phức hỏi một chút, các ngươi gặp hắn chưa? Ta đang tìm hắn. Có răng cầm trong tay ảnh chụp, nụ cười tốt đẹp mà bình thản, rất dễ dàng để cho người ta sản sinh thân cận cảm giác. Thế nhưng là bắt Âu thần chủ ai chưa thấy qua đâu, đây là tu hành thế giới bên trong chói mắt nhất tồn tại rồi, trong doanh địa người tu hành nhóm đều không ngoại lệ, đều sản sinh rồi một loại hèn mọn cảm giác. Cái kia loại hèn mọn tự như là nói cái gì đều sợ sai, sinh sợ làm cho đối phương bất mãn giống như. Nhưng kỳ thật nữ hài kia liền an tĩnh đứng ở nơi đó, không nhún bụi trần. Israel nhìn lấy trên tấm ảnh cái kia thiếu niên, nhưng chẳng phải là cái kia hơn nửa đêm đuổi theo ngựa biến mất không thấy gì nữa người sao, lúc này khoảng cách lữ thụ biến mất đã qua rồi hơn 3 giờ, sắc trời đều đã sáng rồi bắt đầu. Mà Israel đột nhiên cảm giác được, lữ thụ rời khỏi cái này 3 giờ, giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Tự như là hai cái thời đại cùng tầng thứ, khi đối phương đi mở về sau, liền bước vào rồi một cái khác cùng mình không hợp nhau thế giới, song phương sẽ không còn có gặp nhau. Có ra nhìn Israel không biết rõ vì sao hoảng hốt lấy không nói chuyện, liền mỉm cười đem ảnh chụp cho người khác nhìn, các ngươi gặp hắn chưa? gặp qua, một cái người tu hành đoạt trả lời trước, hắn ngay tại tối hôm qua rời khỏi, đuổi theo một đám dưới chân đạp lên hỏa diễm ngựa. Nghe lên vẫn rất có ý thơ, co rang mỉm cười nói. Trong doanh địa tất cả mọi người sửng sốt rồi, từ chữ trên mặt nhìn câu nói kia xác thực vẫn rất có ý thơ, nhưng là chân chính người đã trải qua đều không cảm thấy lữ thụ truy ngựa có thế cùng ý thơ có quan hệ gì. Hơn nữa những cái kia ngựa cũng sẽ không như thế nghĩ đi, bọn chúng chỉ sợ hoảng một nhóm quả nhiên, tình trong mắt người thế giới đều là tốt đẹp a. À. Khi có rang cầm ra lữ thụ ảnh chụp một khắc này, tất cả đều đã xác định rồi lữ thụ thân phận. Trận kia sa đen găng đảo thế kỷ hôn lễ đã từng kinh động toàn cầu, không riêng gì tu hành giới, liền ngay cả người bình thường thế giới cũng đều đem cuộc hôn lễ này cho rằng lúc ấy lớn nhất giải trí tân văn. Chỉ bất quá tất cả mọi người biết rõ, tòa kia giáo đường trước cửa là một đầu đường máu. Quyết sắc bên trong giữ tận cùng lãng mạn giống như là tốt nhất tương phản đẹp, nghĩa vô phản cố cùng tận hết sức lực, vĩnh viễn là cảm tình bên trong tốt đẹp nhất từ ngữ. Cái kia thiếu niên thành vì cô gái này cùng toàn bộ châu Âu là địch, một đường dết tới giáo đường, sau đó lại một lần nữa dết ra ngoài. Lúc kia Coran Rang đã là Bắc Âu thần chủ rồi, nhưng cái kia thiếu niên còn không phải thứ chính thiên la. Có người hiếu kỳ nhìn về phía co rang ngón áp út, quả nhiên, móc khóa vẫn còn ở đó. Cũng là lúc này Israel chợt nhớ tới đến, nạn đã từng vô ý bên trong ở Lữ Thụ trên tay thấy qua móc khóa. Cho nên, cái kia thiếu niên nhất định là Lữ Thụ, sẽ không lại là những người khác rồi. Thế nhưng là nghĩ tới đây, mọi người lại nhớ tới Lữ Thụ cái kia một trận thần kỳ phiên dịch, kém chút một ngụm máu liền phun ra rồi, thứ chín thiên la ngài hí thật mẹ nói nhiều a. À. Cho nên đã từng đột nhiên đi vào doanh địa đưa ra một đầu cự hùng thần bí thanh niên đến cùng nói qua cái gì hiện tại cũng vô pháp khảo chứng rồi, chỉ có thứ chính thiên la lữ thụ một người biết nói ra chân tướng. Đến từ Israel. Mo phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ. Lữ thụ bên kia chính đi bộ nhàn nhã đi tới đâu, bỗng nhiên liền thu đến một mảng lớn phụ diện tâm tình giá trị, hắn còn có chút không hiểu thấu không biết rõ chuyện gì xảy ra đây. Co ran hỏi, hắn hướng phương hướng nào đi? Có người cho nàng chỉ rồi một chút chính là hướng tay trái ngươi một bên, rời đi thời gian có chừng 3 giờ rồi. Co rang gật gật đầu nhỏ giọng nói ra, 3 giờ rất có thể cải biến phương hướng rồi đã, cũng không biết rõ còn có thể hay không tìm tới hắn, hẳn là có thể chứ, tối thiểu tìm xem thử một chút. Lúc này có đang chợt phát hiện Israel ánh mắt thủy chung chăm chú vào trên mặt mình, nàng hiếu kỳ nói, làm sao rồi? Israel cười khổ nói, ta từng hỏi hắn, người hắn thích có phải hay không so với ta tốt nhìn, hắn nói là, Lúc ấy ta kỳ thực không tin, cho là hắn là khoác lác, nhưng ta hiện tại tin rồi. Có răng sửng sốt một chút, trong doanh địa tất cả mọi người ở có răng thần sắc trông được đến rồi một tia ngượng ngùng. Loại cảm giác này tự như là nữ thần vì rồi người nào đó rơi xuống phàm trần đồng dạng. Trong mắt thần minh bỗng nhiên biến thành rồi người bình thường, có rồi cảm tình. Bất quá co Rang nghĩ nghĩ hỏi, vậy hắn có hay không nói với ngươi ưa thích người là ai? Lần này đến lượt Israel sửng sốt rồi, không là ngươi sao có răng xinh đẹp mỹ lệ lại có cố sự cho nên khi israel đoán được lữ thụ thân phận thời điểm vô ý thức đã cảm thấy lữ thụ đang nói có răng so nàng xinh đẹp kết quả hiện tại có răng hỏi lên như vậy cho nàng hỏi mộng rồi có răng lung lay đầu không nhất định là ta vì cái gì nói như vậy israel hiếu kỳ nói khó nói có răng ánh mắt tranh mảnh nói ra bởi vì mặt khác hai cái cũng dễ nhìn hơn ngươi a à cho nên không có cách nào phân chia hắn nói đến cùng là ai đến từ Israel Mo phụ diện tâm tình giá trị 999 Israel bỗng nhiên liền không muốn nói chuyện rồi a à. các ngươi là thương lượng xong đi ngài lớn như vậy thật xa tới liền vì rồi bổ ta một đau sao các ngươi thật là người một nhà a à. một đoạn này đối thoại kém chút cho Israel chỉnh sụp đổ rồi nhưng mà nàng bỗng nhiên ý thức được kỳ thực lời nàng nói bại lộ rồi mình thích lữ thù sự thật, thậm chí hỏi qua lữ thù ưa thích người có phải hay không so với ta tốt nhìn loại vấn đề này. Mà có rang vị này nữ thần cũng là cố ý khí nàng, cái kia ranh mảnh ánh mắt đáng yêu lại thanh tịnh, kỳ thực liền là nho nhỏ trả thù nàng một chút, diệt rồi Israel ngấp nghé lữ thù ý nghĩ. Israel cười khổ bắt đầu, cái kia thiếu niên thật đáng giá ngươi vị này bắt Âu thần chủ làm như vậy sao? Vừa vừa bước vào tu hành giới Israel, vừa mới bành trướng lên tâm tư, cứ như vậy bị vô tình ách Co rang mang theo ấy nấy cười một cái nói nói, không có ý tứ a, à, ta đi tìm hắn rồi, ngươi hẳn là vừa mới giác tỉnh a. À, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là ổn định cảnh giới, hy vọng ngươi đừng đem ta vừa mới đùa giỡn để ở trong lòng. Israel chết lặng gật gật đầu, tương. rang nói xong cũng dự định một lần nữa bay lên không trung, nhưng mà vừa lúc này Israel bỗng nhiên gọi lại nàng, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? ngươi nói có rằng hiếu kỳ nhìn về phía israel vì cái gì quan hệ của các ngươi kỳ quái như thế rõ ràng đều mang móc khóa rõ ràng hôn lễ đều xử lý rồi nhưng bây giờ lại không có cái gì gặp nhau israel khôi phục rồi ký giả của mình bản sắc đây là toàn bộ người địa cầu đều ở quan tâm bác quái a à. có rằng muốn rồi thật lâu vấn đề này kỳ thực cùng một đoạn chuyện cũ khác có quan hệ rồi ta không thể trả lời ngươi thật giống như ta cũng vô pháp trả lời ngươi bởi vì tự ta cũng còn không có biết rõ ràng đây israel giống như là phát hiện rồi lớn tân văn giống như đây chính là bắc âu thần chủ tự mình trả lời bác quái a à, nàng truy hỏi cái kia đoạn cố sự là chuyện xảy ra khi nào đến cùng xảy ra chuyện gì có rang tựa hồ có chút xuất thần cực kỳ lâu rồi lữ thù nghĩ tới muốn đem toàn bộ di tích cấm địa sinh linh một mẻ hốt gọn trên thực tế hắn cảm thấy mình khả năng làm không được dù sao thật gặp gỡ cái kia bạch mãn đều đủ tốn sức rồi vạn nhất lại đụng bên trên chút gì cái khác sinh linh khủng bố làm không tốt chính mình cũng muốn lật thuyền trong mương trong cấm địa di tích sinh linh ở chỗ này không biết rõ tự do sinh trưởng rồi bao lâu đại khái là thế gian kinh khủng nhất những cái kia giống loài tất cả đều bị thu ở chỗ này như vậy mới miễn trường ngoại giới một chút tai họa ngầm nhưng di tích sinh linh cường đại về cường đại cái này cũng không thể ngăn cản lữ thụ bước chân Liệt Diễm mây câu ở tầng thứ 5 Tinh Vân Hành Tinh bên trong vui chơi giống như lao nhanh, Lữ Thụ phát hiện bọn chúng đối với tinh thần chi lực 10 phần ưa thích, mà tinh độ bên trong mỗi một lần hô hấp đều có thể đặt vào tinh thần chi lực. Làm Lữ Thụ công pháp tu hành, tinh độ bên trong bản thân chính là tinh thần chi lực nồng nặc nhất địa phương, lao nhanh như ngân hà. Bất quá này cũng không ảnh hưởng Lữ Thụ tự thân tinh thần chi lực sử dụng, dù sao hắn hiện tại đại tông sư cấp bậc tinh thần chi lực khôi phục tốc độ liền đã khó mà dùng đơn giản sổ tự đến đánh giá rồi lữ thụ tìm kiếm di tích bên trong thực vật có một khỏa tính một khỏa cho hết giờ cấm đến chính mình tinh đồ bên trong đi thực vật ở tinh đồ bên trong sinh trưởng tốc độ cực nhanh mọc khả quan di tích trong cấm địa rất cằn cỗi không biết rõ đi bao xa mới có thể gặp được một gốc thực vật mà lữ thụ sau khi trải qua một gốc thực vật đều không rồi lữ thụ đi qua địa phương Nguyên bản còn có thực vật sinh trưởng địa phương khi Lữ Thụ đi qua về sau, cũng cũng chỉ còn lại có một cái hố rồi. Cái này nếu là trong cấm địa có sinh linh là cầm thực vật khi thức ăn, lần này di tích mở ra về sau đoán chừng phải đổi ăn thịt mới có thể sinh tồn được rồi. Thực sự ăn không trôi thịt, vậy cũng chỉ có thể ăn đất rồi. Liền vừa rồi, Lữ Thụ không riêng gì hao thực vật, thậm chí còn cắt đứt rồi một dòng sông nhỏ, đó là Lữ Thụ ở di tích bên trong thấy qua duy nhất một dòng sông cũng biến mất rồi. Dù sao chỉ dựa vào thủy hệ dị năng từ di tích mặt trong rút ra trình độ quá chậm rồi, vẫn là trực tiếp đem dòng sông cho đoạn đi càng mau một chút. Lữ thụ nhìn lấy tinh đồ mặt trong dần dần phong phú lên giống loài cùng tư nguyên, bỗng nhiên có loại dưỡng thành loại cảm giác thỏa mãn, tự như là mình chưa từng có sáng tạo một cái thế giới đồng dạng. Hắn bắt đầu thăm dò toàn bộ di tích cấm địa biên giới, lữ thụ chợt phát hiện di tích này chỉ là cấm địa liền lớn đến rồi khó có thể tưởng tượng cấp độ, cho dù là hắn phi nước đại bắt đầu đều một ngày một đêm vô pháp trông thấy tận đầu. Lữ thù ý thức được, trước đó bọn hắn sợ dĩ đi rồi nửa ngày liền thấy rồi lôi đình hàng rào, đó là bởi vì bọn hắn bản thân liền ở vào cấm địa nào đó một mặt thôi rồi. Dọc theo con đường này lữ thụ cũng không có nhàn rỗi, nhìn thấy di tích sinh linh liền cho nhét vào tinh đồ bên trong, gặp được nhìn lên đến cùng bạch mãn một cấp bậc liền đi trốn. Lúc này, lữ thụ tinh đồ bên trong nhưng náo nhiệt rồi. Lữ thụ bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, di tích diện tích là từ nhỏ đến lớn, mà chính mình tinh độ bên trong tinh vân cũng là như thế này a à, tầng thứ nhất tinh vân nhỏ nhất, đề thất tầng tinh vân lớn nhất, mà mỗi một tầng tinh vân bên trong đều có một khỏa hành tinh, sáu viên hành tinh, hành tinh lớn nhỏ cũng khác biệt, từ nhỏ đến lớn theo thứ tự bên trong cổ. Di tích càng lúc càng lớn diện tích, cùng tinh đồ có quan hệ gì sao? Trước kia lữ thụ cho tới bây giờ đều không có nghĩ lại qua, thế nhưng là khi hắn ý thức được di tích này bản thân liền cùng chính mình có quan hệ thời điểm hắn liền không được không tỉ mỉ muốn rồi giờ khắc này hắn thậm chí có rồi to gan hơn suy đoán thế nhưng là để hắn nghi hoặc chính là hắn cũng không có ở di tích bên trong cảm thụ qua tinh thần chi lực tồn tại a à. khó nói chính mình suy đoán sai rồi dọc theo con đường này lữ thụ ở di tích trong cấm địa đã nhìn thấy rồi rất nhiều doanh địa đều là người tu hành cùng người bình thường hỗn hợp ở lại Bất quá Lữ Thụ cho tới bây giờ cũng chỉ là đi ngang qua, cũng không cùng bọn hắn sản sinh cái gì gặp nhau. Mà những cái kia trong doanh địa người thì trơ mắt nhìn Lữ Thụ xua đuổi Sinh Linh đi ngang qua, thuận tiện hao đi rồi tất cả thực vật, để lại đầy mặt đất hố to. Không giống như là Israel bọn hắn cái kia doanh địa đồng dạng xoắn xuýt, những này trong doanh địa người nhìn thấy Lữ Thụ xua đuổi lấy Sinh Linh thời điểm liền ý thức được, cái này là thứ chính thiên la. Mọi người cũng không cách nào xác định thứ chính thiên la là làm như vậy sự tình đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, dù sao sinh linh nếu như đều bị bắt đi rồi, cái kia mọi người liền sẽ an toàn rất nhiều. Thế nhưng là trái lại suy nghĩ một chút, thứ chính thiên la cái này bắt sinh linh thế nhưng là bất luận cường đại hoặc là nhỏ yếu, tất cả đều bắt đi rồi, cũng chỉ còn lại đại tông sư cấp không có đụng mà thôi. Cái này sinh linh tất cả đều bị bắt đi. Mọi người ăn cái gì a? À? Sau đó lữ thụ đi qua rồi về sau, không đợi mọi người nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra đâu, phía sau bắt Âu thần chủ liền đuổi tới rồi. Cơ hồ là chân trước đưa tiễn lữ thụ, chân sau liền nghênh đón rồi co rang. Sau đó cơ hồ nữa cái di tích trong cấm địa hơi tàn ẩn núp người tu hành doanh địa đều biết rõ rồi, bắt Âu thần chủ đang tìm thứ chính thiên la. Cái này thật là khiến người ta cảm động a à. Mọi người còn tại gian nan cầu sinh đâu, người ta đều lên diễn yêu đương tiết mục rồi, người với người chênh lệch vì cái gì lớn như vậy chứ? Muốn ta nói chúng ta liền đừng trước quan tâm người ta bát quái rồi, có người bệnh đau tim trước nói ra, thứ chính thiên la hiện tại đây là muốn đem chúng ta gặp phải tuyệt lộ a à, các ngươi hiểu không? Nói thế nào? Ngày hôm qua chúng ta ăn cái gì? Có người nói nói. Ngày hôm qua không thể săn bắn đến sinh linh, cho nên ăn chính là rễ cỏ, một người khác nghĩ nghĩ trả lời nói. Hiện tại ngươi còn có thể tìm tới rễ cỏ sao? tìm không thấy rồi đúng vậy a à, thứ chín thiên là quá cảnh tất cỏ không lưu hiện tại ngay cả mẹ nó rễ cỏ đều không đến ăn rồi a à. một ngày sau đó lữ thụ lần nữa nhìn thấy rồi một mặt lôi đình hàng rào lữ thụ đi không phải thẳng tắp không là thuần túy từ bắc đến nam dạng này thẳng tắp cho nên hắn yên nguyên vô pháp thời gian sử dụng ở giữa cùng tốc độ để cân nhắc chốn cấm địa này lớn nhỏ chỉ bất quá lữ thụ nhìn thấy lôi đình hàng rào lúc liền muốn chính mình thử một chút cái kia hàng rào cường độ Trước đó đoạn thời gian kia hắn sở dĩ còn dừng lại ở trong cấm địa, thật sự là bởi vì hắn mỗi lần muốn đi trực tiếp tìm hàng rào thời điểm đều sẽ gặp phải có thể bắt sinh linh. Cái này sẽ rất khó thụ rồi, đây quả thực chính là chậm trễ chính mình bài trừ hàng rào thời gian A. Lữ thụ đứng ở lôi đình hàng rào trước mặt cẩn thận quan sát cái kia trong suốt hàng rào, nếu như không nhìn kỹ thật đúng là phát hiện không rồi nó, không có có sinh linh ý đồ đánh vỡ nó thời điểm, Tầng này hàng rào tự như là một tầng vặn vẹo tường không khí đồng dạng, yên lặng người vật vô hại. Thế nhưng là khi sinh linh ý đồ vượt qua thời điểm, nó liền sẽ thay đổi phá lệ khủng bố. Lữ thủ đem thôn tạc giữ tại trong tay, nóng rực liệt diễm ở thôn tạc kiếm trên người vòng quanh, thành thế kinh người. Hắn vẫn khởi một kiếm trùng điệp trảm tại lôi đình hàng rào bên trên, kết quả cái kia lôi đình hàng rào đột nhiên lấy cường đại lôi đình cùng liệt diễm chống đỡ đúng là ngay cả hắn cái này một kích của đại tông sư đều chống đỡ cản lại. Hàng rào bên trong tích chứa lôi đình cực kỳ khủng bố, hồ quan điện tự như là lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, đây không phải nhằm vào hắn lữ thù mà tồn tại, mà là muốn vây khốn chốn cấm địa này bên trong toàn bộ sinh linh, để tránh bọn chúng ra ngoài hòa loạn nhân gian. Khó trách cái kia bạch mãn đều muốn ở cái này lôi đình hàng rào đụng lên đầu rơi máu chảy, cái này hàng rào lực lượng quả nhiên không tầm thương lôi đình đại khái là trên thế giới này lực phá hoại mạnh nhất sức mạnh tự nhiên rồi hơn nữa tốc độ cũng là nhanh nhất bất quá lợi hại hơn nữa hàng rào cũng bất quá là tử vật tử vật liền nhất định sẽ có sơ hở một kiếm bổ không mở lưỡng kiếm còn có thể bổ không mở sao sau đó lữ thù vừa mới chuẩn bị bổ kiếm thứ hai thời điểm liền nghe được sau lưng vang lên rồi oanh minh móng trâu âm thanh như trống trận lôi ở trên mặt đất để người huyết dịch sôi trào lữ thù im lặng rồi nửa ngày hắn không nghĩ tới bọn này bổ lôi tuyển thủ vậy mà đến nhanh như vậy, lại nói bọn này trâu không phải là vẫn luôn lén lút đi theo phía sau mình a, à, không phải vậy dựa vào cái gì đến nhanh như vậy a? À. nếu thật là nếu như vậy, đây chẳng phải là nói mình đã bị bọn này trâu rừng cho để mắt tới rồi? vậy mình một chặt hàng rào, bọn này hàng sẽ xuất hiện. cho nên người khác còn có thể thật phá mở hàng rào mà phía sau mình nhưng dù sao có một đống mày rậm mắt to hỏng sợ tùy thời có thể đem chính mình tiêu hao năng lượng cho bổ sung nhưng bây giờ lữ thụ không quá quan tâm rồi hắn bây giờ nghĩ là trước kia bạch mãn ý đồ xông ra lôi đình hàng rào thời điểm vừa nghe thấy trâu rừng bầy tiếng chân liền lập tức chạy đường nói rõ nó là sợ hãi trâu rừng bầy đó a à? vì sao lại sợ hãi khó nói bọn này hỏng sợ còn sẽ công kích những cái kia ý đồ đột phá hàng rào sinh linh vậy nó nhóm khẳng định cũng sẽ công kích mình à nhưng mà hiện tại nói cái gì đều muộn rồi trâu rừng bầy đã lao nhanh đến trước mặt ngay tại lữ thụ coi là bọn này mày rầm mắt to hổng sợ sẽ công kích hắn thời điểm bọn này hổng sợ vậy mà trước tiên bổ khuyết toàn bộ hàng rào tiêu hao lôi đình lữ thụ bỗng nhiên ý thức được nguyên lai like đối với bọn này đen trâu rừng tới nói bổ khuyết lôi đình mới là ưu tiên tự cổ bên trong xếp số một sự tình sự tình gì đều không có thủ hộ cái này hàng rào trọng yếu chẳng lẽ nói những này đen trâu rừng thật là bị người hạ xuống rồi tử mệnh lệnh lữ thụ đứng ở một bên nhìn kỹ bọn này trâu rừng đem lôi đình nôn đến lôi đình hàng rào bên trên hắn rõ ràng có thể cảm giác được hàng rào nguyên bản bị hắn suy yếu lôi đình cấp tốc bổ sung hoàn tất cái này mẹ nó làm sao bây giờ có như thế một đám hỏng sợ cùng ở bên cạnh chính mình làm sao ra ngoài a à? chờ đến bọn này trâu rừng lúc ngừng lại lữ thụ cho trâu rừng bày nháy mắt các ngươi thả ta ra ngoài thế nào không được một cái to khỏe âm thanh ầm ầm nói rằng lữ thụ cơ hồ tưởng rằng chính mình nghe lầm rồi hắn kinh ngạc nhìn lấy trâu rừng trong đám nhất trước mặt cái kia đầu ngươi đang nói chuyện tiểu tử ngươi không cho chúng ta dẫn lôi ăn liền được rồi lại còn tiêu hao chúng ta lôi đình trâu rừng vương bất mãn nói nhưng ta được ra ngoài a à, lữ thụ không vui rồi trâu rừng biết nói chuyện chuyện này bị hắn cấp tốc tiếp nhận dù sao tiểu hung hứa cũng biết nói chuyện rồi những sinh linh khác ở nhất phẩm phía trên có thể nói chuyện cũng chuyên không coi là mới mẻ gì tình hắn nói tiếp nói ta lão bị vây ở chỗ này cũng không phải sự tình a à. trước đó không phải có cái thần bí thanh niên từ ngoài mặt đi vào sau hắn là vào bằng cách nào không thể cho ngươi nói trâu rừng vương nói ra hắn là hắn ngươi là ngươi thế nào còn khác nhau đối đãi sao bởi vì ta không phải hội viên lữ thù không chịu phục rồi hội viên là cái gì trâu rừng vương đều bị lữ thụ cho nói mộng rồi ta mặc kệ các ngươi thả ta ra ngoài không phải vậy việc này không xong lữ thụ nói rằng thủ hộ hàng rào là chúng ta ngày đầu tiên đầu không có khả năng để ngươi cứ như vậy phá hư rồi hàng rào ra ngoài nếu như ngươi ra ngoài rồi vậy chúng ta chẳng phải bỏ rơi nhiệm vụ rồi trâu rừng vương cũng không vui rồi hơn nữa giữa chúng ta sổ sách còn không có tính đâu tự tiện phá hư cấm địa hàng rào phải tiếp nhận trừng phạt nói Lữ thù vậy mà phát hiện bọn này không sợ giống là chuẩn bị công kích bộ dáng của mình. Chuyện gì xảy ra, cái này không thật dễ nói chuyện đâu thế nào nói đồng thủ liền đồng thủ a. Nói thật, nếu như Đem Trâu rừng bày đổi thành thực lực cảnh giới, như vậy khả năng này liền mang ý nghĩa hơn 100 cái nhất phẩm đỉnh phong sẽ phóng thích lôi đình cao thủ, hơn nữa lẫn nhau ở giữa phi thường ăn ý. Không chỉ có như thế, Lữ Thu thậm chí hoài nghi Trâu rừng Vương đã tấn thăng đến rồi lớn cảnh giới tông sư. Cho nên giá nhất giá treo lên đến, thật là có điểm khó mà nói chính mình có thể hay không thắng. Ngay tại lúc trâu rừng bày chuẩn bị đối với lữ thù thực hiện trừng phạt thời điểm, bọn chúng bỗng nhiên trông thấy lữ thù vậy mà lại một kiếm trảm tại rồi lôi đình hàng rào bên trên, sau đó lôi đình sản sinh rồi to lớn tiêu hao. Trâu rừng bày ở bản năng điều khiển lập tức nôn ra lôi đình để đền bù lôi đình hàng rào thâm hụt, mà lữ thù đứng ở một bên lại chặt rồi hàng rào một kiếm hỏi, còn muốn đánh ta. Đang bổ hàng rào trâu rừng bày đều mộng bức rồi, còn có cái này loại thao tác. Đến từ Đình Ngư Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị, 666. Đến từ a à, Lữ Thụ Minh Bạch rồi nguyên lai like những này trâu gọi Đình Ngư, hắn lại chặt rồi hàng rào một kiếm, thật dễ nói chuyện sẽ không sao. Không thấy ta cùng các ngươi hòa hòa khí khí thương lượng sự tình đó sao? Đến từ Đình Ngư Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị, 666. Đến từ Lúc này đình ngư vương đều giận rồi, cứ như vậy một kiếm một kiếm chém đi xuống, bọn chúng nhất định phải một mực bổ hàng rào, một khắc cũng không thể ngừng. Lữ thụ không có đoán sai, bọn chúng tuy nhiên mở ra rồi linh trí, nhưng lại bị đời trước chủ nhân ra lệnh, mệnh lệnh này liền như là thiên điều đồng dạng thề sống chết thủ vệ lôi đình hàng rào, bọn chúng tồn tại ý nghĩa chính là tu bổ cái này lôi đình hàng rào, sau đó trừng phạt phá hư lôi đình hàng rào sinh linh thế nhưng là tu bổ hành động này là bản năng bên trong ưu tiên nhất cấp bọn chúng trước hết đem hàng rào tu bổ lại mới được dĩ vãng trong cấm địa sinh linh nhìn thấy bọn chúng liền sẽ liều mạng chạy trốn bởi vì cho dù là đại tông sư cấp cũng không thể trêu vào bọn chúng a cho nên ai cũng không nghĩ tới nơi này còn có cái buzê mà cái này buJ bỗng nhiên ngay tại lữ thụ trong tay rực rỡ hào quang rồi nhìn ta làm gì lộ ra ngươi con mắt to a lữ thụ lại chặt hàng rào một kiếm đình ngư vương một bên tức giận nhìn lấy lữ thụ một bên tu bổ hàng rào còn nhìn lữ thụ lại chặt hàng rào một kiếm đình ngư vương lần này đình ngư vương dứt khoát không nhìn lữ thụ rồi quả quyết lựa chọn toàn lực tu bổ lôi đình hàng rào chờ bọn chúng đem hàng rào tu bổ lại không phải giết chết tiểu tử này không thể kết quả lữ thụ lại một kiếm chặt tới hàng rào bên trên để cho các ngươi không mang theo mũ Đình Ngưu Vương, ngươi còn có thể tìm ra dáng lý do không? Đến từ Đình Ngưu phụ diện tâm tình giá trị 666. Đến từ. Đình Ngưu nhóm sắp khóc rồi, đời này đã lớn như vậy đều chưa thấy qua hèn như vậy tuyển thủ. Nhưng mà bọn chúng không biết là Lữ Thù hiện tại cũng không dám ngừng a, à, bày rõ rồi bọn này hỏng sợ dự định bổ xong rồi hàng rào liền đến cùng hắn đánh nhau đâu, hắn làm sao có thể làm cho đối phương hoàn thành. Phải biết có thể làm cho lôi đình hàng rào tiêu hao đại lượng lôi đình để ngăn cản một kiếm, cũng phi thường tiêu hao lữ thụ tự thân tinh thần chi lực A. À. Cho nên đình ngưu nhóm muốn tiêu hao lực lượng sắm xét, hắn muốn tiêu hao tinh thần chi lực, mọi người thật là cũng vậy rồi, ai cũng không chịu nổi. Hiện tại xem như lâm vào cục diện bế tắc rồi, lữ thụ có một kiếm không có một kiếm chém, tất cả mọi người ngừng suy nghĩ, nhưng là ai cũng ngừng không được. Lữ thụ nghĩ nửa ngày thương lượng nói, muốn không chúng ta bây giờ thu binh mọi người ân oán xóa bỏ kết quả đình ngư vương cũng không nói chuyện lữ thụ liền lại đi hàng rào bên trên tục rồi một kiếm để ngươi không nói lời nào đình ngư vương đều gấp rồi nó hiện tại phun lôi đây nói không ra gì a à. lữ thụ cảm thấy mọi người tổng như thế cương lấy cũng không được a à, hiện tại hắn không dám dừng lại mà đình ngư nhóm là không có cách nào ngừng ai cũng không tín nhiệm ai lữ thụ phi thường lo lắng đối phương sẽ thu được về tính sổ sách Hắn hiện tại thậm chí đã xác định rồi Cái này định ngư vương trăm phần trăm là đại tông sư cấp Cũng không biết rõ ai xuất thủ chính là thủ bút lớn như vậy Vậy mà dùng đại tông sư trong coi di tích cấm địa Một cái đại tông sư Mang theo hơn một trăm cái nhất phẩm tiểu đệ Liền xem như lữ thụ lại cuồng cũng không dám buông tay Để nó nhóm một lần nữa thu hoạch được tự do a à. Đình ngư vương một bên vương hàng rào bên trên bổ lấy lôi đình Một bên vùng trọng nhìn lữ thụ Không biết rõ vì cái gì nó đột nhiên cảm giác được trong lòng có loại dự cảm bất tường, giống như là bóng tối đồng dạng bắt đầu hướng nó bao phủ tới. Tên nhân loại này, đại khái là nó trâu sinh ít thấy tiện đạo đại tông sư rồi, cái này loại đại tông sư ngươi để đó thực lực của hắn cảnh giới cũng không tốt làm, nhất định phải đề phòng hắn lại nháo chút gì yêu thiêu thân đi ra. Cũng tỉ như hiện tại, cái này cũng bao nhiêu năm rồi, trong cấm địa mặt nhiều như vậy kinh khủng tồn tại ai cũng không có phát hiện cái này bút, Kết quả tiểu tử này hết lần này tới lần khác linh cơ nhất động, liền cho nó nhóm làm cương ở chỗ này rồi. Đình Ngư Vương cũng không biết rõ lữ thụ cái này não tử là thế nào lớn lên, thế nào, não mạch kín cùng người khác không giống nhau đúng hay không. Đình Ngư bày ở di tích trong cấm địa ngang dọc vô số năm, bây giờ bị người dùng như thế một cái nho nhỏ quy tắc gắt gao hạn chế ở chỗ này, thật mẹ nó bị khuất a. Nhưng vào đúng lúc này, Đình Ngư Vương chợt phát hiện Lữ Thù vậy mà tại vùng trộm tới gần bọn chúng, tình huống như thế nào? Đình Ngư Vương Long Châu đều muốn nổ rồi, nó đều đoán không được Lữ Thù muốn làm gì. Mà lúc này Lữ Thù bỗng nhiên nghĩ đến rồi một chuyện, chính mình như thế cùng Đình Ngư Cương lấy cũng không phải sự tình a. À. Hiện tại Đình Ngư nhóm bị trói buộc ở hàng rào bên cạnh, tuy nhiên Lữ Thù không cùng Đình Ngư cứng đối cứng thực lực, nhưng vấn đề là hắn còn có những biện pháp khác này một đám đình ngưu ở cái này đứng đấy mình có thể đem nó nhóm cho cất vào tinh đồ mặt trong a ý nghĩ này quả thực là tuyệt rồi a à, chỉ cần đem những này đình ngưu tất cả đều cất vào tinh đồ chẳng phải xong việc rồi sao nhưng mà hắn không nghĩ tới đình ngưu vương tính cảnh giác cao như vậy vậy mà tại hắn hơi có chút đến gần ý tứ lúc liền trực tiếp bắt đầu mang theo đình ngưu nhóm một bên bổ khuyết lấy hàng rào một bên vắt chân lên cổ hướng phía lữ thụ phương hướng ngược phi nước đại kỳ thực bọn chúng ở cái nào bổ lôi đình đều như thế a à, mỗi lần đi lôi đình tiêu hao địa phương bất quá là vì rồi chấn nhiếp những cái kia ý đồ đột phá hàng rào sinh linh mà thôi sau đó hơi thi trừng phạt mà bây giờ đình ngưu nhóm tự như là từng chiếc tàu điện mà hàng rào chính là điện quỷ bọn chúng một bên nôn lôi một bên phi nước đại căn bản không cho lữ thụ tới gần cơ hội nhưng mà lữ thụ tốc độ rất nhanh nguyên bản hắn còn đề phòng đình ngưu vương chuẩn bị ở sau thái độ hết sức cẩn thận dù sao đình ngư vương cái này loại đại tông sư cấp sinh linh Người muốn nói nó không có điểm chuẩn bị ở sau khẳng định là không thể nào Thế nhưng là khi đình ngư vương mang theo đàn trâu phi nước đại lúc Lữ thụ liền yên lòng, cơ hồ trong nháy mắt liền tới gần rồi đàn trâu Nhưng vào lúc này đình ngư vương trên người lôi đình bỗng nhiên lấp lóe thành một mảnh biển giống như Lữ thụ trong lòng giật mình Nguyên lai like cái này đình ngư vương làm bộ chạy trốn chỉ là vì để cho hắn buông lỏng cảnh giác Dẫn hắn tới gần chỉ bất quá đình ngư vương còn là xem thường rồi lữ thụ chỉ là trong nháy mắt công phu lữ thụ trên người sau trời sa y liền bao trùm rồi toàn thân hơn nữa hắn vội vàng đưa tay ở giữa đều nắm chắc ngàn viên lôi đình kiếm khí xuất hiện đình ngư vương nhìn thấy lôi đình kiếm khí thời điểm con mắt chính là sáng lên nhiều như vậy lôi đình hơn nữa còn là đã lâu thiên kiếp chi lực nhưng mà nó không dám đi ăn bởi vì cái này lôi đình kiếm khí đánh tới nó thật sợ mình có chút tiêu hóa không xong kiếm khí kia bên trong cũng không chỉ là lôi đình lực sát thương mạnh nhất vẫn là kiếm khí bản thân lực lượng pháp tác động vào nhau ở giữa lẫn nhau ai đều không có chiếm tiện nghi ngược lại đều có chút khó chịu đình ngưu vương biết mình xem nhẹ lữ thụ rồi cho tới bây giờ nó cũng không dám đem ác chủ bài tận ra bởi vì nó cần nhờ sau cùng ác chủ bài bảo trụ đình ngưu bày hơn nữa nó bây giờ chờ thế là bị lữ thụ buộc ở rồi lôi đình hàng rào bên trên bản thân hành động liền không tiện lắm mà lữ thụ đâu kỳ thực cùng đình ngư vương nghĩ đồng dạng đều sợ đối phương còn có cái gì chuẩn bị ở sau thế là lại cứng đờ rồi chỉ bất quá lần này cũng không phải tại chỗ cứng đờ mà là song phương ngươi truy ta đuổi lần này ai đều không dám dừng lại trong chớp nhoáng này di tích trong cấm địa đệ nhất cảnh đẹp xuất hiện ngang dọc cấm địa vô số năm đình ngưu bày lại bị người đuổi theo chạy lữ thụ không vui rồi chạy cái gì a à? dừng lại mọi người tốt dễ thương lượng sự tình không được sao đình ngư vương khinh thường tin ngươi mới có quỷ rồi ngươi có loại đừng có lại chặt hàng rào a à? nó bây giờ đang nghĩ lữ thụ chặt hàng rào cũng đang tiêu hao chính mình tinh thần chi lực bọn chúng bên này hơn một trăm đầu nhất phẩm đình ngưu tăng thêm chính mình đại tông sư thực lực cảnh giới làm sao đều so tiểu tử này nhìn lên đến kéo dài hơn a à? đã đối đầu gặp nguy hiểm cái kia liền dứt khoát mài chết lữ thụ kỳ thực nó nghĩ không sai lữ thụ quả thật có chút gấp bởi vì hắn biết mình hao tổn bất quá cái này đình ngưu bầy. Cái này vừa chạy chính là suốt cả ngày, có chút người tu hành doanh địa bản thân ngay tại hàng rào bên cạnh, thế là thấy cảnh này người tu hành nhóm đều chấn kinh rồi. Bọn hắn không biết rõ bọn này trâu vì sao một mực miệng phun lôi đình, đương nhiên cũng đồng dạng không biết rõ lữ thụ đang làm gì. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn đều cảm thấy lữ thụ rất ngưu bức, dù sao tiến đến di tích mấy ngày rồi, bọn hắn lần đầu nhìn thấy như thế dữ dội người tu hành, vậy mà đuổi theo một đám di tích sinh linh chạy loạn, cùng đuổi con việc giống như đây nhất định là thứ chín thiên la không có chạy mà rồi a à, thỏa thỏa nên biết rõ mọi người hiện tại cũng rất rõ ràng cái này một được chuẩn tiến vào di tích người tu hành bên trong liền thứ chín thiên la một cái đại tông sư thứ chín thiên la danh bất hư truyền a à, tuy nhiên ta không nhìn ra được hắn đang làm gì nhưng ta yên nguyên có thể nhìn ra hắn phi thường ngưu bức nói mò gì lời nói thật ngay tại lúc lữ thụ vừa mới đuổi theo đình ngưu đi qua không bao lâu, bọn hắn doanh địa lại nên đón rồi co rang. Co rang đuổi theo lữ thụ manh mối một đường theo tới, nàng ngược lại không biết cái gì truy tung điều tra năng lực, thật sự là lữ thụ lưu lại manh mối quá rõ ràng rồi. Dù sao cái kia một chỗ bọng cây, còn có chính mắt trông thấy người tu hành doanh địa, đều có thể vì nàng chỉ minh phương hướng. Di tích này bên trong ngay cả thực vật đều không buông tha tuyển thủ, thật đúng là không nhiều. Có rằng ở trên trời bên trong trực tiếp hỏi nói, các ngươi nhìn thấy lữ thụ rồi sao, chính là cái kia thứ chính thiên la. Trong doanh địa người đờ đẫn nửa ngày chỉ chỉ lữ thụ rời đi phương hướng, vừa đi không bao lâu. Hắn đang làm gì? Có rằng hiếu kỳ nói, vì cái gì lưu lại năng lượng ba động nồng đậm như vậy? Hắn ở. Trong doanh địa tán tu xoắn suyết rồi nửa ngày cũng không biết rõ phải hình dung như thế nào, hắn ở chăn trâu. Không đúng, hắn đang đuổi trâu có người uống nắng nói cũng không đúng những cái kia trâu vì sao muốn miệng phun lôi đình a à? có người nghi hoặc nói có người tổng kết nói tuy nhiên chúng ta không biết rõ hắn đang làm gì nhưng tối thiểu có thể nhìn ra hắn khả năng muốn đám kia trâu làm ra chuyện phi thường đáng sợ ngài muốn hiện tại tốc độ cao nhất đuổi theo hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi tới có rằng cứ thế rồi nửa ngày cái này nghe rồi nửa ngày đều nghe không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra a à? lữ thù hiện tại rất xoắn suýt dù sao có đình ngư vương che chở đám kia nhỏ đình ngưu hắn hiện tại cũng không có cách nào toàn lực đuổi theo sợ cái này đình ngư vương lại bí quá hóa liều thả ra cái gì đại chiêu tới cái này dằng co trạng thái từ bọn hắn lẫn nhau ở giữa bên trong là rất khó giải quyết rồi dạng này hao tổn xuống dưới chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng đều không giải quyết được vòng quanh cấm địa chạy một vòng cũng rất có thể nhưng vào lúc này Lữ thù bỗng nhiên vô ý bên trong quay đầu nhìn về phía sau lưng, bởi vì hắn cảm nhận được rồi một cổ ánh mắt nóng bỏng. Bất quá khi hắn quay đầu lúc, cái kia nóng rực nhiệt độ bắt đầu hạ nhiệt độ, lữ thù rõ ràng nhìn thấy có rang hướng chính mình bay tới. Chờ chút, ngươi sao có thể bay, ngươi bật hắt đi. Cái này là lữ thù trước tiên nghĩ tới sự tình, hắn nhưng là thử qua nhiều lần, chỉ cần bay lên đến, nhất định sẽ bị sét đánh. Nếu như không phải như vậy, làm sao lại bị bọn này định ngưu cho để mắt tới. Hơn nữa trước đó hắn còn hỏi qua bọn này định ngưu kia mà, đám kia định ngưu nói không ai biết bay sẽ dẫn lôi a, à? chẳng lẽ là bởi vì có rằng có thể trưởng khống lôi đình. Đều là tu hành đến lớn cảnh giới tông sư người rồi, cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng rồi đạo lý trong đó. Đình ngưu vương phát hiện lữ thụ không thích hợp rồi, giờ khắc này lữ thụ giống như phân tâm rồi. Tình huống như thế nào, đại tông sư giao thủ đối chọi thời điểm còn có thể phân tâm. Đây chính là khuyết điểm trí mạng. Lúc này chỉ cần lữ thủ đoạn một kiếm tiết tấu, nó ắt có niềm tin triệt để từ hàng rào bên cạnh giải thoát đi ra, hơn nữa để lữ thủ rốt cuộc ra không xuống một kiếm. Nhưng vào đúng lúc này, đình ngư vương trơ mắt nhìn thấy lữ thủ một bên không yên lòng quay đầu nhìn về phía sau lưng, một bên tiện tay một kiếm chém vào rồi lôi đình hàng rào bên trên. Đình ngư vương đều chấn kinh rồi, thế nào, cái này hố người đều là bản năng rồi sao có rang bay đến lữ bên cạnh cây nhìn một chút đình ngưu lại nhìn một chút lữ thụ các ngươi làm gì đâu lữ thụ trầm ngâm rồi hai giây bọn chúng muốn đánh ta đình ngưu vương đương trận kém chút thổ huyết này làm sao còn trả đũa tiểu tử ngươi đem chúng ta đều cho hố thành cái dạng gì rồi lại còn nằm máu phun người không phải ngươi mọi người bây giờ có thể có nhiều như vậy sự tình sao nhưng mà đình ngưu vương hiện tại cũng có chút khoảng rồi đánh vỡ rằng có ngoại lực đến rồi, tùy tiện nhìn xem sau lưng cái này thiếu niên thiếu nữ biểu lộ đều biết chắc có gian tình, cô bé này là đến cho cái này thiếu niên làm tay chân đi. Hơn nữa đình ngư vương cảm thấy việc này thật không thể tiếp tục mang xuống rồi, tuy nhiên thoạt nhìn là bọn chúng có thể kéo chết lữ thụ, có thể hỏi đề ở chỗ, nó lo lắng trong cấm địa những sinh linh khác phát hiện đình ngư bí mật. Nếu để cho đám kia cấm địa sinh linh cùng một chỗ sản sinh rồi vượt ngục ý nghĩ, chỉ sợ cũng phiền phức rồi nhưng mà lúc này đây có rang bỗng nhiên nói ra các ngươi trước dừng lại nghe ta nói một chút đình ngưu trong lòng tự nhủ ngươi cùng tiểu tử kia cùng một bọn làm sao tin tưởng ngươi a à? cho nên mặc kệ là đình ngưu vẫn là lữ thụ ai cũng không ngừng đột nhiên có rang từ chính mình không gian trang bị bên trong lấy ra một cây vĩnh hằng chi thương đúng vậy trước kia bắc âu thần tộc cầm vĩnh hằng chi thương làm bảo bối hiện tại có rang ở tại thế giới thụ bên cạnh thời gian một năm chính nàng đều nhanh nhớ không rõ quỷ thuật đến cùng đã cho nàng bao nhiêu thế giới thụ nhánh cây rồi mỗi một cái nhánh cây ở cùng dòng máu của nàng dung hợp về sau đều lại biến thành mới vĩnh hằng chi thương nói lên đến hiện tại có ran cũng xa hoa rồi lại cũng không phải trước kia một cây vĩnh hằng chi thương sụp đổ thiếu chút nữa thân người chết kia có ran rồi nhưng mà đình ngưu nhìn thấy vĩnh hằng chi thương trong nháy mắt kinh ngạc đến ngay người rồi đây không phải thế giới thụ nhánh cây à bên trong bản nguyên sấm sét bị toàn bộ phóng thích cô bé này là làm sao làm được. Đình Ngư Vương dừng lại, lữ thụ sợ nó chơi lừa gạt thế là cũng ngừng lại, hắn đang suy nghĩ cái này có phải hay không là một cái song phương bắt tay giảng hòa cơ hội. Đương nhiên, lấy lữ thụ cẩn thận tính cách, đương nhiên còn đang không ngừng chặt hàng rào, một khắc đều không buông lỏng qua. Đình Ngư Vương đều sụp đổ rồi, ngài là thật cẩn thận a à? Đến từ Đình Ngư Vương phụ diện tâm tình giá trị, 666. Có rằng đối với Đình Ngư Vương nói ra, ngươi đáp ứng ta không động thủ ta để hắn dừng tay có thể sao đình ngư vương nghi hoặc rồi cô bé này nhìn lên đến muốn so lữ thụ tốt quá nhiều rồi à hơn nữa việc này là mình chiếm tiện nghi chỉ cần lữ thụ dừng tay như vậy bọn chúng là đánh vẫn là đi đều là mình định đoạt rồi chỉ là nó hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía co răng, sau đó nhìn một chút còn tại chặt hàng rào lữ thụ ngươi thật có thể để hắn dừng lại sao ngươi xem một chút hắn cái này đồng kinh dáng vẻ Co rang cười cười đối với lữ thụ nói ra, như thế hao tổn dưới đi cũng không được sự tình, vẫn là mọi người cùng nhau thương lượng một chút tương đối tốt, dừng tay đi. Ngay tại đình ngư vương khó có thể tin trong ánh mắt, lữ thụ thật cứ như vậy dừng tay rồi. Song phương ai cũng không có động thủ lần nữa, tràn diện trong lúc nhất thời phi thường quỷ dị. Co rang hỏi đình ngư vương nói ra, các ngươi là lấy nuốt lôi để hoàn thành tiến hóa A. Lữ thụ sửng sốt một chút, hắn coi là đình ngư là lấy nuốt lôi vì sinh, lại không nghĩ rằng đối phương nuốt lôi cũng không phải là vì rồi no bụng mà là vì rồi tu hành thế giới này to lớn không thiếu cái lạ lại còn có dạng này tiến hóa chi lộ đình ngư vương gật gật đầu sau đó nó liền nhìn thấy có rang vậy mà đem trong tay vĩnh hằng chi thương đưa cho rồi nó Có rang nói ra đây là thành ý của ta ngươi có thể ăn hết nó đình ngư vương không có khả năng ngay cả thế giới thụ đều không phân biệt được nó uống thành uống khí nói ra coi như ngươi cho ta thế giới thụ ăn ta cũng không thể là vì các ngươi mở ra cấm địa, chốn cấm địa này như mở rồi liền cũng không còn cách nào, ngươi có biết ta này như thả chốn cấm địa này sinh linh ra ngoài, sẽ chết bao nhiêu người sao? Ngươi nói là ngoài mặt còn có rất nhiều sinh linh, còn có rất nhiều rộng lớn thế giới. Hơn nữa ở lại cái này đại lượng nhân loại. Bọn hắn là vào bằng cách nào? Lữ thụ hiếu kỳ hỏi. Nhưng mà đình ngư vương căn bản không có ý định phản ứng lữ thụ, đình ngư vương nhìn lữ thụ ánh mắt liền để lữ thụ minh bạch lẫn nhau ở đối phương mắt bên trong đều là hỏng sợ ai cũng sẽ không tin mặt cho ai vậy chúng ta cũng không thể một mực vây ở chỗ này a à, co rang cười nói không phải vậy dạng này ngươi cho chúng ta một điểm đề nghị ta cho ngươi thêm một cây thế giới thụ nhánh cây ta chỗ này chỉ còn lại có sau cùng một cây rồi phi thường quý giá lời này nghe lữ thụ đều sửng sốt rồi hắn nhưng thật ra là biết rõ có rang trong tay có rất nhiều thế giới thụ nhánh cây có rang trước kia cũng không có gạt thiên la địa võng a à, nếp định đã sớm đem có rang một chút tin tức nói cho lữ thụ rồi cho nên lữ thụ sửng sốt hoàn toàn là bởi vì Có rang vậy mà lại nói dối rồi a à. giờ khắc này có rang ở lữ thụ mắt bên trong càng thêm có máu có thịt một chút không còn là bắt âu thần chủ rồi càng giống là một cái thật sự người Đình ngư vương nghĩ nửa ngày cũng không có ngăn cản được thế giới thụ nhánh cây dụ hoặc, nó úng thanh úng khí nói ra, ta chỉ có thể cho các ngươi nói cái biện pháp, có thể thành hay không vậy phải xem các ngươi năng lực của mình rồi. Lữ thụ nhẹ nhàng thở ra, việc này rốt cục xem như có rồi mới lối ra. Nói thật hắn không nghĩ tới chính là, co ràng vừa xuất hiện, hắn còn không có kịp phản ứng đâu sự tình liền bị nhẹ nhõm hóa giải rồi. Đi theo ta, đình ngư vương nói liền dẫn các tiểu đệ hướng cấm địa ở chỗ sâu trong đi đến nơi đó tựa hồ còn giấu lấy bí mật gì lúc này có rang đi theo mặt sau đối với bên cạnh lữ thụ nhỏ giọng nói ra ta nhìn ngươi thật giống như đem trên đường thực vật đều nhổ đi rồi ừm lữ thụ đơn giản trả lời nói hai người bỗng nhiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hắn còn có chút không thích ứng đây có rang cẩn thận hỏi cứ như vậy những cái kia ăn thực vật sinh linh chẳng phải không có đồ ăn rồi sao bọn chúng làm sao bây giờ? Lữ thụ trầm ngâm rồi hai giây nói ra, không có việc gì không cần lo lắng, ăn thực vật sinh linh đều đã bị ta nắm lên đến rồi. Co rang. Co rang bỗng nhiên cười rồi, lữ thụ vẫn là cái kia lữ thụ, một chút cũng không thay đổi. Đối với lữ thụ tới nói, muốn phòng ngừa ăn cỏ sinh linh bị chết đói cái kia còn không đơn giản, muốn ăn cỏ đi tinh đồ mặt trong ăn chẳng phải hết à. Lữ thụ thường thường ở trong nội tâm tán thưởng chính mình, Chính mình đơn giản chính là lo diệt quỷ tài A. À. Nhưng mà lời này nghe vào đình ngư vương trong lỗ tai liền không giống nhau rồi, bọn chúng thế nhưng là chống cấm địa này thủ hộ giả, hiện tại có cái hàng đem thực vật hao đi rồi không nói, lại còn dùng cái này loại ngụy biện để giải thích. Đình ngư vương tuy nhiên chỉ dùng phụ trách chống cấm địa này bên trong sinh linh sẽ không đột phá hàng rào, lại không cần phải để ý đến nơi này sinh linh chết sống, cho nên lữ thủ trước đó bắt sinh linh thời điểm bọn chúng cũng không có cái gì quá lớn phản ứng phải biết đám kia sinh linh luôn đi sông hàng rào để định ngưu nhóm cũng rất phiền đó a à, suy nghĩ kỹ một chút để lữ thụ bắt một điểm đi kỳ thực cũng rất bất việc nhưng lữ thụ làm như thế nếu như lữ thụ thật tìm tới rồi cách đi ra ngoài đây chẳng phải là nói hắn bắt lấy những sinh linh kia cũng đi theo ra rồi sao chuyện này để định ngư vương có chút xoắn xuýt mình bây giờ nói cho đối phương biết cách đi ra ngoài đến cùng là đúng hay sai ngươi bắt được bọn chúng là có ý gì bọn chúng là chết rồi hay là còn sống? Đình Ngư Vương đột nhiên hỏi nói. Lữ thụ cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu rõ Đình Ngư Vương ý nghĩ, thế là nói ra, đều chết rồi. Lúc này muốn nói các sinh linh bây giờ đang tin đồ mặt trong nhảy nhót tưng bừng, làm không tốt cái này Đình Ngư Vương lại phải cùng chính mình nổi tranh chấp. Lữ thụ cảm thấy mình không nói thật, tuyệt đối là vì rồi cho mọi người bớt việc, cái này kêu là làm lời nói dối có thiện ý. Đình Ngư Vương nhẹ nhàng thở ra, sinh linh chỉ cần là chết, không có cách nào ra ngoài hòa loạn nhân gian liền tốt, sứ mạng của nó chính là cái này. Thế nhưng là nhìn thấy lữ thụ cái kia đắc ý sức lực, nó bỗng nhiên liền có chút khó chịu, cái này chính mình cuộc đời ít thấy tiện đạo đại tông sư thật quá làm cho nó bực mình rồi, bực mình đến nó đều không thể gặp lữ thụ một điểm tốt. Đình Ngư Vương tức giận nói ra, ngươi cái này lo diệt là không sai, thực vật không có rồi, những cái kia ăn cỏ sinh linh cũng không có rồi liền không tồn tại vấn đề gì rồi, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, có chút sinh linh là chuyên ăn những này ăn cỏ sinh linh. Lúc này hiểu rõ nhất lữ thụ có rang bỗng nhiên đồng tình nhìn về phía đình ngư vương, đình ngư vương nhìn thấy có rang ánh mắt sau bỗng nhiên dâng lên dự cảm bất tường. Lữ thụ trầm ngâm rồi hai giây nói ra, cái kia muốn không ta đem những cái kia thức ăn cỏ sinh linh mảnh thú cũng cho nắm lên đến. Dạng này có phải hay không là được rồi. Đến từ đình ngư vương phụ diện tâm tình giá trị, 666 có rằng ở bên cạnh che miệng cười trộm, đình ngư vương gương mặt dấu chấm hỏi, còn có thể hiểu như vậy sao? Cái kia chốn cấm địa này bên trong sau cùng còn thừa lại cái gì? Còn lại một đám trâu sao? Cái kia mẹ nó trong coi chốn cấm địa này còn có ý nghĩa gì? Lữ thụ kiên nhẫn giải thích nói, ngươi nhìn, cứ như vậy các ngươi liền có thể an tâm tu hành rồi, căn bản không cần lại lo lắng sẽ có hay không có sinh linh trùng kích hàng rào. Đình ngư vương nghĩ thầm ngươi nói rất có lý a à? thế nhưng là luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Ngươi đừng ở chỗ này dùng ngươi oai lý tà thuyết, đình ngư vương không vui rồi, ngươi muốn đi ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái có thể cách đi ra ngoài, không cần đánh trốn cấm địa này chủ ý rồi. Nhưng mà lời này lữ thụ căn bản liền không nghe lọt tai, nào có thứ chính thiên la đến lội di tích gặp bảo không cầm đạo lý. Những người khác thiết trí đều có thể băng, duy chỉ có người này thiết trí không thể sụp đổ chỉ bất quá lữ thụ cùng có rang đi theo đình ngư sau lưng đi rồi nửa ngày về sau chợt phát hiện rồi một vấn đề di tích này bên trong sinh linh là sợ nhất đình ngưu cái này giống như là tù phạm cùng ngục tốt giám ngục trưởng quan hệ đồng dạng cho nên phạm là có sinh linh phát hiện đình ngưu tại ở gần đó là đương nhiên là có bao xa liền chạy bao xa rồi thế là lữ thụ dọc theo con đường này đúng là ngay cả một cái sinh linh đều không có gặp a à. đình ngưu vương có chút đắc ý tuy nhiên bị lữ thụ phát hiện rồi một cái bút, nhưng chốn cấm địa này mặt trong vẫn là bọn chúng đình ngưu định đoạt. Lại nói, chốn cấm địa này bên trong đến cùng có bao nhiêu loại sinh linh, bọn chúng lại là bởi vì cái gì bị vây ở chỗ này? Lữ thụ hiếu kỳ hỏi. Đình ngưu làm quen thuộc nhất cấm địa sinh linh, hắn đương nhiên là hỏi nó nhóm thuận tiện nhất rồi. Đình ngưu vương cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Đừng nghĩ lời nói khách sáo, có thể cho ngươi cách đi ra ngoài cũng đã là nhìn ở vị cô nương này cùng thế giới thụ nhánh cây phân thượng rồi. Lữ thụ bỗng nhiên ý thức được, thế giới thụ nhánh cây chỉ sợ đối với cái này đình ngư tới nói phi thường trọng yếu. Cái kia chốn cấm địa này chuyện bên ngoài còn có thể hay không nói một chút. Đêm hôm đó tiến đến thần bí thanh niên là ai? Lữ thụ hiếu kỳ hỏi. Đừng nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì tin tức hữu dụng, đình ngư vương đang nói, bỗng nhiên trống nói, Người có thể hay không đừng có lại hao thực vật rồi Liền cái này nói chuyện công phu Lữ thụ vẫn như cũ là nhìn thấy một khỏa thực vật liền hao một khỏa Không mang theo dừng tay Được 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 Lữ thụ ngoài miệng đáp ứng Trong tay đã đem thực vật cho hao xuống tới ném vào tinh độ bên trong đi rồi Nói thật lữ thụ cảm thấy mình thật sự là vì rồi di tích này sinh linh cùng thực vật tốt Những thực vật này cùng di tích sinh linh đối với tinh thần chi lực khát vọng đơn giản siêu ra lữ thụ ngẫm lại bây giờ liệt diễm vân câu túc hạ trong ngọn lửa đều đã xuất hiện rồi sau trời một loại bột phấn, nhìn lên đến so đoan mộc hoàng khải cái kia hai thất còn muốn uy vũ hùng tráng. Mà thực vật ở tinh thần chi lực thúc hóa dưới, đã có không ít đều nở hoa kết trái, trái cây rơi trên mặt đất một lần nữa dài ra rồi mới thực vật. Lúc này lữ thụ nhìn thoáng qua co răng, mà co răng trong mắt thì giống là một bộ biết được lữ thụ bí mật thần sắc, lữ thụ nhỏ giọng nói ra, ngươi dạo này thế nào? Đột nhiên, Lữ thù cảm giác cái này loại giọng nói chuyện tự như là phim truyền hình bên trong đột nhiên nhìn thấy rồi tiền nhiệm đồng dạng. Hai người ở cái nào đó góc đường gặp nhau, sau đó nhà trai thoáng có chút lúng túng hỏi đối phương gần nhất qua có được hay không. Co răng cười một cái nói nói, trôi qua cũng không tệ lắm, ở tại trường Bạch Sơn bên trên cũng không cần lo lắng cái gì, mỗi ngày dùng 6 giờ tu hành, 6 giờ ngủ, 6 giờ ngẩn người, 6 giờ nghỉ ngươi. Lữ Thủ trái tim tự như là bị một cây vĩnh hằng chi thương đánh xuyên rồi đồng dạng, hắn không nghĩ tới đối phương lời nói như thế thẳng thắn cùng ngay thẳng. Co rang còn giống như trước đồng dạng, tự hồ hai người đều chưa từng có biến qua. Ở Lữ Thủ trong ấn tượng Co rang đã mất đi rồi liên quan tới hai người ký ức, hắn thậm chí cũng không biết rõ đối phương là vì sao mất đi ký ức, chỉ cảm thấy giống như là một giấc chim bao giống như, trong mộng cái kia điếu ti bị nữ thần ưu ái nhưng mà ngay cả một trận hôn lễ cũng không vào đi xong liền mộng tỉnh rồi từ đó nữ thần cũng không biết hắn rồi thậm chí liền như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng vậy đại khái chính là lữ thụ trong lòng cái kia kết rồi cho nên hắn mới có thể tâm tình ảm nhiên trở lại thiên la địa võng nguyên lai thảm nhất người kia chính là mình a à, nguyên lai không có thế giới thụ ở trên người co rang căn bản không có khả năng ưa thích hắn nhưng mà co rang về sau đi rồi lạc thần tu hành học viện đây hết thảy lại để cho lữ thụ mê hoặc rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi ngươi không phải đã mất đi rồi ký ức sao lữ thụ ngạc nhiên hỏi có rang cười dùng tiếng hoa nói ra các ngươi có câu chuyện xưa ngươi hóa thành cho ta đều nhận ra ngươi lữ thụ mặt đều đen rồi câu nói này ai dạy ngươi lữ thụ kiên nhẫn cho có rang giải thích nói là như vậy a à, ngươi hóa thành cho ta đều nhận ra ngươi câu nói này bình thường là đối với cựu nhân giảng có răng sửng sốt một chút, vì cái gì? Ngươi nhìn a, à, tuy nhiên nó chữ mặt biểu thì ý tứ đúng là đem một người ghi khắc phi thường khắc sâu, bất kể thế nào cũng sẽ không quên, nhưng là điều kiện tiên quyết là người này hóa thành cho rồi ngươi hiểu không? Lữ thụ trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó gà mờ tiếng hoa thật không được, để hắn biết rõ có rang tiếng hoa lão sư là ai, lữ thụ không phải làm cho đối phương ghi nhớ thật lâu không thể. Cao rang che miệng cười nói, nguyên lai like là dạng này, cái kia chính xác phải nói như thế nào a? À? Ách, lữ thụ nghĩ nửa ngày nói ra, phải nói dù là thế giới này băng liệt, nước biển khô kiệt, ta cũng sẽ không quên ngươi. ngay tại lữ thụ nghiêm túc dậy, co rang tiếng hoa thời điểm, co rang bỗng nhiên vui vẻ cười nói, vậy là tốt rồi. lữ thụ chính mình có phải hay không võ chăn đường rồi? làm sao có điểm gì là lạ? hắn nhìn lấy co rang trong mắt tranh mảnh thần sắc chợt phát hiện, co rang cái này đơn thuần tiểu cô nương đã không phải là đơn thuần như vậy rồi a à. sẽ gạt người rồi sẽ phương pháp người rồi nhưng lại sinh động hơn rồi lữ thụ đột nhiên cảm giác được chính mình vẫn là không có đạt được vấn đề đáp án a à. hiện tại xem ra đối phương ký ức nhưng thật ra là đã khôi phục rồi nhưng lúc nào khôi phục làm sao khôi phục lữ thụ đều hoàn toàn không biết gì cả đối phương giống như là cũng không muốn lữ thụ truyền nguyên giống như cố ý dùng loại phương pháp này xóa mở rồi chủ đề chỉ nói cho rồi lữ thụ một đáp án nhưng không biết rõ vì cái gì lữ thụ đột nhiên cảm giác được chỉ cần khôi phục ký ức liền tốt cái khác giống như cũng không quá quan trọng rồi bất quá giữa song phương vẫn còn có chút lạnh nhạt cái này cái này loại lạnh nhạt không phải quan hệ thật đi xa rồi mà là người trưởng thành một loại bản năng có đôi khi người trưởng thành không còn đối với một người bạn như vậy tha thiết không phải quan hệ nhạt rồi mà là không quá chắc chắn đối phương vẫn sẽ hay không đối với mình tha thiết đột nhiên đình ngư vương xoay người lại tức giận nói ra đi rồi đi rồi đừng liếc mắt đưa tình rồi lữ thụ không vui rồi ngươi an tâm mang ngươi đường là được rồi ngươi nói phương pháp kia đến cùng là cái gì đến rồi tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết gấp cái gì đình ngưu khinh thường nói lúc này lữ thụ đột nhiên hỏi nói cái kia ngươi bọn này tiểu đệ cùng ngươi đều là quan hệ như thế nào đều là ta đời sau chúng ta là một cái tộc quần đình ngưu nhìn lữ thụ nhãn quan giống như là nhìn một cái thiểu năng trí tuệ nhưng mà lữ thù bỗng nhiên nói ra Ngươi nhìn nhân loại chúng ta gia tộc mặt trong chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy bất hiếu tử Trong nhà sẽ đem bọn hắn trục xuất gia cửa không cần bọn hắn Ngươi nơi này có không có ngươi không muốn con cháu Đình ngư vương bỗng nhiên cảnh giác dâng lên Thế nào, chỉ riêng hao thực vật còn không được Chủ ý này vậy mà đánh tới bọn chúng trên đầu đến rồi Lữ thù hiện tại chính là ở bổ sung tinh độ giống loài thời điểm đâu, nhìn thấy mới mẻ giống loài liền muốn hướng tinh độ bên trong nhét. Kết quả dọc theo con đường này đừng sinh linh đều đi trốn, lữ thụ suy nghĩ đình ngưu không phải cũng tính một cái giống loài à. Cái kia, ngươi cho tới bây giờ chưa nói qua liên quan tới cái kia thần bí thanh niên tin tức, hắn chẳng phải là từ cấm địa ngoài mặt tiến đến sao, hơn nữa cũng có thể tự do ra ngoài, ngươi làm sao mặc kệ quản hắn. Lữ thụ hiếu kỳ hỏi. Đây không phải ngươi nên hỏi thì hỏi đề, cũng không nên là ngươi quan tâm người, đình ngưu vương úng thanh úng khí nói ra, nếu như ngươi hiểu rõ hắn, liền sẽ hy vọng không cần ở di tích này bên trong một lần nữa gặp được hắn ta nhìn hắn rất hiền lành a à, lữ thụ hững hờ nói rằng lúc trước hắn liền rất may mắn giấu giếm rồi thân phận của mình bởi vì ở hắn biết rõ có người đang tận lực tìm kiếm mình thời điểm nếu như vô pháp phán đoán đối phương là địch hay bạn vậy thì ngàn vạn đừng bại lộ thân phận đây là một cái ở không biết thế giới bên trong sinh tồn chuẩn tắc có lẽ hắn bại lộ rồi thân phận cũng sẽ không có sự tình thế nhưng là có mấy người dám đi cược mà lúc này e là cho dù đình ngư vương cũng không biết rõ cái kia thần bí thanh niên kỳ thực chính là đến tìm kiếm lữ thụ ngươi cảm thấy hắn hiền lành hắn liền hiền lành rồi sao đình ngư vương cười lạnh nói ngươi vẫn là ít hỏi thăm điểm tốt kỳ thực ngươi tốn sức muốn đi ra hàng rào nhưng ngươi khả năng chính mình cũng không biết rõ ra ngoài đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu nhưng vào lúc này đình ngư vương bỗng nhiên nói ra đến rồi trước đừng lên tiếng Lữ thụ hướng phía trước mặt nhìn lại, xa xa liền nhìn thấy rồi một gốc đại thụ che trời, tán cây tiếp trời che lắp mặt trời, tuy nhiên cùng thế giới thụ kém rồi rất nhiều, nhưng hùng vĩ trình độ vẫn làm cho lữ thụ chấn kinh. Dọc theo con đường này hắn còn chưa bao giờ ở chốn cấm địa này bên trong gặp qua rộng lớn như vậy cây cối, bởi vì chốn cấm địa này bên trong giống như bản thân liền không thích hợp thực vật sinh trưởng giống như. Nếu như không là linh khí dồi dào, Lữ thụ nói không chừng sẽ cảm thấy nơi này là bị ai vứt bỏ rồi đồng dạng. Lữ thụ nhỏ giọng hỏi, di tích này bên trong còn có ngươi sợ hãi đồ vật. Đình ngư vương tự hồ trên mặt mũi có chút không nhìn được giống như nhìn rồi lữ thụ một chút. Nếu như một người cảm thấy mình chính là trên đời này vô địch tồn tại rồi, thật là đến cỡ nào vô tri. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất có tư tưởng, xem thường ngươi rồi à, lữ thù nghĩ nghĩ nói rằng. Đình ngư vương bị nghẹn rồi nửa ngày, ta là tới cùng ngươi nghiên cứu thảo luận triết học sao? Trước mặt gốc cây này là chuyện gì xảy ra? Lữ thủ hiếu kỳ hỏi. Đừng nói chuyện. Đình ngư vương cảnh cáo nói. Nhưng vào đúng lúc này, trên cây truyền đến thanh thúy nhỏ giọng, lớn đần ngư, ngươi đến rồi. Lữ thủ phát hiện đình ngư vương hai cái trâu lỗ tai bỗng nhiên dựng thẳng lên, trên lỗ tai lông trâu đều nổ rồi, sau đó đình ngư vương úng thanh úng khí nói ra, ừm, đến rồi. Đình ngư vương trừng rồi lữ thụ một chút, mang theo lữ thù cùng có rang đi về phía trước, sau đó trong lúc lơ đảng thấp giọng nói ra, màn đêm buông xuống trước đó không quản các ngươi có thành công hay không, đều phải rời xa cây đại thụ này. Lữ thụ cùng có rang nhìn nhau, hắn rõ ràng cảm thấy đó là cái thanh âm của cô bé, thanh tịnh êm tai. Nhưng đình ngư vương lại đối với một cái tiểu nữ hài biểu hiện ra rồi dị thường cẩn thận thái độ, phản phất đối phương đáng sợ đến cỡ nào giống như. Lữ thụ cũng không phải người ngu, hắn mới sẽ không lúc này chế giễu Đình ngư vương cánh nhưng sợ hãi một cô gái, bởi vì hắn biết rõ sự tình ra khác thường tất có yêu, ở cái này sinh linh khủng bố khắp nơi trên đất đi trong cấm địa, tất cả mọi người hoặc là sự tình đều không thể coi thường. Đình ngư vương mang theo lữ thù cùng co rang xuyên qua tán cây dưới dài dằng dặc bóng tối, lữ thù chợt thấy một cái tiểu nữ hài ngồi trên tàn cây, đại khái 14, 15 tuổi bộ dáng, trên thân dùng lá cây che đậy rồi thân thể. Lớn đần ngưu, bọn họ là ai tiểu cô nương hiếu kỳ hỏi ngươi đã thật lâu đều không mang người đến qua nơi này rồi ngày hôm qua miêu miêu ca ca đến xem ta rồi còn nói chúng ta có lẽ có cơ sẽ ra ngoài hắn nói cho ngươi rồi sao hắn không có nói với ta cái này đình ngư vương úng thanh úng khí nói ra hai cái này là nhân loại lữ thụ sửng sốt rồi cô bé này trong miệng nói cái kia miêu miêu ca ca sẽ không chính là cái kia thần bí thanh niên a à? danh tự hơi có chút kỳ quái a à? Lữ Thụ suy nghĩ tiểu nữ hài này, hắn thậm chí đã có rồi 90% nắm chắc, đối phương trong miệng nói miu miu ca ca hẳn là chính là cái kia đột nhiên đến thần bí thanh niên. Liền Lữ Thụ biết, cũng liền cái kia thần bí thanh niên mới có thể vừa đi vừa về qua lại cấm địa cùng thế giới bên ngoài. Mà tiểu nữ hài này liền rất kỳ quái rồi, đối đại định ngư vương thái độ rất thân mật, nhưng là định ngư vương ngay từ đầu cũng rất e ngại nàng. Bất quá Lữ Thụ hiện tại lại nhìn định ngư vương cái kia lão ngưu trong ánh mắt tràn ngập rồi ôn hòa đã không còn trước đó e ngại rồi cái này để lữ thụ có chút hồ đồ hoàn toàn không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra đình ngư vương nói không quản sự tình có thể hay không hoàn thành màn đêm buông xuống trước đó nhất định phải rời khỏi khó nói ban đêm cùng ban ngày là cái nào đó đường ranh giới lữ thụ quay đầu tứ phương hắn phát hiện cây đại thụ này bên cạnh nhìn không đến bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu hơn nữa đình ngư vương từng chuyên môn cho tiểu cô nương giải thích nói hắn cùng có rang đều là nhân loại như vậy tiềm ẩn ý tứ nói đúng là cô bé này cũng không phải nhân loại sinh linh muốn tới nhất phẩm mới có mở miệng cơ hội nói chuyện có chút có thể có chút không được mà sinh linh muốn hóa thành hình người cái kia tối thiểu phải là đại tông sư mới có thể đi lữ thụ sọ não có đau một chút cái này di tích cũng quá cổ quái đi làm sao nhiều như vậy đại tông sư cấp yêu quái hơn nữa hắn thật cảm giác cái này di tích nếu như mở ra muốn đối với ngoại giới sản sinh trùng kích đơn giản chính là vài phút sự tình sợ là sơn hải kinh bên trong yêu quái cũng chỉ có thế đi đường tăng muốn tới nơi này thỉnh kinh đều không nhất định có thể còn sống ra ngoài đương nhiên lữ thù cũng chưa có xem bản đầy đủ tây du ký chính là mù hồ đoán đình ngư vương đối với tiểu cô nương cười nói các ngươi ra ngoài liền tốt rồi ta nhưng không thể đi ra ngoài Miu Miu ca ca nói không có quan hệ, ngươi cũng sẽ không lại bị trói buộc, cái này không phải chúng ta có thế chuyện quyết định, tự nhiên sẽ có người tới làm ra quyết định, tiểu cô nương nói rằng, nàng nhìn về phía lữ thù cùng có rang, tiểu tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, ta gọi cổ tiểu thắm, ngươi tên gì? Ta gọi lữ lạc nhi, có rang cười nói nói, tiếng hoa tên lữ lạc nhi. Két một tiếng, lữ thù cảm giác buồn tim của mình giống như là lại bị vĩnh hằng chi thương cho xuyên qua rồi một lần giống như, hắn nào nghĩ tới có rang vậy mà lại như thế cho mình lên tiếng hoa tên A, à. hơn nữa cổ tiểu thấm cùng đình ngư vương nói đều là tiếng hoa, có rang như thế giới thiệu giống như cũng không có gì không hài hòa cảm giác. Bất quá, lữ thụ trong lòng tự nhủ cô bé này cũng không biết rõ cũng bao nhiêu tuổi rồi, lại còn gọi có rang tỷ tỷ Lúc này lữ thụ vẫn chờ tiểu cô nương gọi mình ca ca đâu, kết quả cổ tiểu thấm nhìn về phía lữ thụ, vậy còn ngươi, tiểu hỏa tử, ngươi tên gì? Lữ thụ Sưng hô biến nhanh như vậy sao? Ngươi ở cái này làm cái gì giới tính kỳ thị đâu? Ngươi lại khoa trương điểm bối phận đều loạn rồi được không? Tuy nhiên lữ thù cũng muốn vĩnh viễn tuổi trẻ, nhưng bị một cái tiểu nữ hài gọi tiểu họa tử hắn cũng tiếp nhận không rồi à, giống như là bị chiếm tiện nghi đồng dạng. Nhưng vào lúc này cổ tiểu thấm phất phất tay, được rồi, ngươi tên gì không trọng yếu. Ngươi cho ta xuống tới, lữ thù chỉ lấy cổ tiểu thấm, ngươi cho ta xuống tới có nghe hay không, làm sao lại ta kêu cái gì không trọng yếu, ta không phải người sao? Xem thường ai đây? Đình Ngưu Vương. Co Rang. Cổ Tiểu Thấm. Đến từ Cổ Tiểu Thấm phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ Đình Ngưu Vương. Cổ Tiểu Thấm bình tĩnh nói, đi, nàng muốn đi ra rồi. Lữ thụ trong lòng ám đạo đối phương danh tự thật đúng là không có lừa gạt mình, nhưng mà đột nhiên Đình Ngưu Vương nghe được Cổ Tiểu Thấm tiếng nói chuyện về sau quay đầu liền chạy, lữ thù cảm giác không thích hợp hắn là cỡ nào cơ cảnh người a làm sao có thể ăn thiệt thòi đình ngư vương vừa chạy hắn khiên có răng liền đi theo mặt sau rồi sau đó lữ thù một bên chạy một bên nhìn về phía sau lưng chỉ gặp cái kia to lớn trên tán cây phiến lá nhau nhau buông lỏng đúng là như lưỡi đau hướng bọn hắn bao trùm tới mà trên cây nguyên bản cười nhẹ nhàng cổ tiểu thấm biểu lộ đã bình tĩnh lại tưởng như hai người mà tiểu nữ hài kia thì đã nhanh tóc thành dài biến thành rồi một cái cực kỳ mỹ lệ thành niên nữ tính đây là tinh thần phân liệt a ngoà tàu không đúng cái này đều đã không phải là tinh thần phân liệt rồi a à. còn tốt lữ thụ chạy nhanh hắn vừa mới khiêng có rang đi vào tán cây bên ngoài phạm vi đình ngư vương liền dừng lại quay đầu nhìn lại những cây đó lá đuổi tới tán cây giới hạn liền không còn truy rồi vậy mà lại lần nữa dài về rồi trên cành cây đình ngư vương tức hổn hển nói ra ngươi kích thích nàng làm gì Ta liền không nên mang ngươi tới gặp nàng Đây là có chuyện gì à? Lữ thù một mặt mộng bức Thế nào trở mặt so lật sách còn nhanh đâu Ta nào biết rõ Đình ngư vương nói liền chuẩn bị mang đình ngư rời khỏi Nó vừa đi vừa nói ra Ngươi đừng nói để ta giúp ngươi rồi à Có thể giúp ngươi liền nàng một cái Ngươi biết rõ nàng sẽ xuất hiện loại tình huống này Cho nên mới cảnh cáo nói ban đêm nhất định phải rời khỏi Lữ thù hỏi Nàng vẫn luôn như vậy phải không? Cũng không phải Đình Ngư Vương dừng bước lại nghĩ nghĩ, nàng trước kia chính là ban đêm bộ dáng, cho nên ở chung quanh nàng căn bản không có sinh linh dám tới gần, ta cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện nàng vậy mà một lần nữa biến trở về rồi tiểu cô nương, tính cách cũng có thể yêu rồi rất nhiều, cùng trước kia tưởng như hai người. Lữ thụ bỗng nhiên ý thức được, hắn hiện tại thu nhận sử dụng trong ghi chép mới tăng thêm cổ tiểu thấm, đã biến thành rồi cổ thấm. Hơn nữa từ đình ngư vương trong giọng nói có biết, cái này cổ thấm trước kia chỉ sợ là chốn cấm địa này bên trong chuỗi thực vật đỉnh cao nhất sinh linh hơn nữa những sinh linh khác đều rất sợ nàng về sau chúng ta thành rồi bằng hữu biết rõ nàng hiện tại sẽ ngày đêm giao thế vì hai cái tính cách cổ tiểu thấm thích cùng người kết giao bằng hữu mà cổ thấm thì vẫn làm cho người e ngại đình ngư vương thở dài nói nàng là bởi vì cái gì biến thành như vậy a à? lữ thủ hiếu kỳ nói di tích này trong cấm địa mới càng giống là một cái tu hành thế giới ngay cả sinh linh đều như thế kỳ quái mà ngoại giới giống như bị người bảo hộ như vậy hết thảy có sinh linh nguy hiểm đều bị người cầm tù ở rồi nơi này nàng nói nàng muốn cùng mọi người kết giao bằng hữu nhưng là không có có sinh linh dám cùng trước kia nàng kết giao bằng hữu đình ngư vương nói rằng lời nói này lữ thụ đều sửng sốt rồi chính mình phân liệt ra một cái lại càng dễ bị người yêu thích nhân cách đến chỉ là bởi vì muốn có bằng hữu muốn cùng người khác nói nói chuyện cái kia phải là cô độc giường nào đột nhiên có rang quay người đi rồi trở về cái này trở về động tác quá đột ngột lại dẫn đến lữ thù không có giữ chặt nàng người muốn làm gì lữ thù kinh ngạc hỏi kết quả chỉ gặp có rang đến gần tán cây trong bóng tối đối với cổ thấm nói ra uy kết giao bằng hữu a ta gọi lữ lạc nhi đình ngư vương phát hiện chính là giờ khắc này lữ thù khí thế chính đang không ngừng bay vụt phản phất chỉ cần cổ thấm có động tác lữ thù liền sẽ không tiếc hết thảy bảo hộ có rang giống như mà đình ngư vương không thấy là lữ thụ khí hải trong núi tuyết hơn 10.000 mai lôi đình kiếm khí đã toàn bộ từ kiếm thai bên trong bay ra, giống như vòi rồng tại khí hải núi tuyết nội xoay quanh. Lữ thụ tuy nhiên không muốn gây phiền toái, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sợ hãi phiền phức, phải biết, hắn cũng là đại tông sư. Đình ngư vương phun rồi một cổ to khỏe nóng hổi hơi thở khinh thường nói, chật chật, tình yêu hôi chu vị. Lữ thụ lặng lặng đứng lặng ở co rang sau lưng, hắn biết rõ Cô rang muốn làm cái gì cũng phi thường khâm phục co rang dũng khí lấy nhất phẩm thực lực đứng ở một cái không biết đại tông sư trước mặt coi như co rang là nhất phẩm đỉnh phong cái này cổ thấm muốn giết nạn cũng bất quá là sự tình trong nháy mắt nhưng co rang không có e ngại lữ thụ là thật không có ở trên người nạn cảm nhận được e ngại co rang là thật cảm nhận được rồi cổ thấm cô độc muốn cùng nạn làm bằng hữu lữ thụ thở dài cô gái này thiện lương để hắn có chút hổ thẹn chỉ bất quá di tích chính là di tích, nguy hiểm chính là nguy hiểm. xưa nay sẽ không lấy người ý chí vì cải biến. đối với thế giới đưa thiện ý đương nhiên là chuyện tốt, nhưng lữ thụ xưa nay sẽ không đem vận mệnh của mình giao cho người khác. nhưng mà cổ thấm cũng không có công kích co ran, mà là đột nhiên hỏi nói, ngươi không sợ ta giết rồi ngươi? co ran cười nói, ngươi không biết a, à, vừa rồi ngươi liền lưu thủ rồi. ta cũng nhận biết một cây đại thụ bằng hữu ta trước kia cảm thấy người khác không được tốt lắm, về sau phát hiện hắn còn rất khá. Lời nói này lữ thụ đều sửng sốt rồi, hắn mới vừa rồi còn coi là cái này cổ thấm là dự định trực tiếp giết bọn hắn đây. Chỉ bất quá có rang nói là thế giới thụ. Cổ thấm một lần nữa ở trên nhánh cây tọa hạ, nói ai đều sẽ nói, phía sau người tên kia thế nhưng là tùy thời chuẩn bị động thủ với ta đây. Có rang nghĩ nghĩ, vậy ta nhưng ngăn cản không rồi, ta còn thật thích hắn bảo hộ bộ dáng của ta đây. Đình ngư vương nháp một cái nằm trên mặt đất nhỏ giọng thầm thì nói, có hết hay không rồi. Nó gặp có rang vậy mà có thể cùng cổ thấm sống chung hòa bình, vậy mà cũng buông lỏng xuống, an tâm làm cái ăn dưa quần chúng. Cổ thấm tự hồ không nghĩ tới có rang sẽ nói như vậy, nàng nghĩ nửa ngày bỗng nhiên nói ra, người có rất nhiều bằng hữu sao. Kỳ thực bằng hữu của ta cũng không nhiều, có rang bình hòa nói ra, bất quá bằng hữu cũng không cần quá nhiều ta chỉ có hai cái bằng hữu một cái là lớn đần ngưu một cái là miêu miêu ca ca cổ thấm nói ra các ngươi tới nơi này là vì cái gì có rang nghĩ nghĩ người khác tới có thể là vì rồi tìm trong thế giới này bảo vật a à, ta là vì rồi tìm hắn nói có rang chỉ chỉ sau lưng lữ thụ đình ngưu ở bên cạnh liếc mắt lữ thụ im lặng rồi ngươi hí làm sao nhiều như vậy ở đâu ra nhiều như vậy tiểu động tác a à? Bất quá lữ thụ lúc này nghe được có rang nói nàng chính là tìm đến mình thời điểm, không biết rõ vì cái gì hắn một điểm cũng không ngoài ý liệu, thậm chí là đã đoán được như vậy. Có rang đối với cổ thấm nói ra, kỳ thực kết giao bằng hữu cũng vô dụng cưỡng cầu, mỗi người đều có thích hợp bằng hữu của mình, còn có không thích hợp bằng hữu của mình, ngươi nhìn đằng sau ta người kia, bạn hắn cũng rất ít, nhưng hắn một chút cũng không hoảng hốt. Lữ thụ Đây coi như là thân người công kích A, thật tốt canh gà làm sao lại bắt hắn cho mang hộ mang vào rồi ai bằng hữu ít rồi hả cái này cũng chính là có rang rồi nếu là đổi rồi trần tổ an nói như vậy lữ thụ chỉ sợ hiện tại đầu óc đều bị đánh đi ra rồi cổ thấm nhìn rồi lữ thụ một chút cũng thế nhìn lên đến liền không giống như là có bằng hữu dáng vẻ đúng a à, có rang cười nói nói ngươi cũng không biết rõ hắn a à tiến vào thế giới như vậy bên trong đều không ai dám tới gần hắn toàn trốn xa xa sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái kia ngược lại là cùng ta rất giống, cổ thấm gật đầu một cái nói nói, đi qua co rang kiểu nói này, cổ thấm thậm chí chẳng phải phiền lữ thù rồi. Lữ thù ở phía sau mặt nhìn không được rồi, uy, có chừng có mực một điểm A, à, không cần tất cả đều đâu đi ra rồi. Kết quả lúc này đình ngư vương quể oải nói ra, ta quan sát hắn ba ngày rồi, loại người này xác thực sẽ không có bằng hữu. Các ngươi chuyện gì xảy ra, không phải kết giao bằng hữu đó sao làm sao biến thành ta phê đấu sẽ rồi lữ thù mặt đều đen rồi ngươi một cái đình ngưu lên bổ cái gì đau ăn ngay nói thật mà thôi đình ngưu vương khinh thường nói ba ngày nay từ khi nó phát hiện lữ thụ có thể dẫn lôi về sau kỳ thực một mực lặng lẽ đi theo lữ thụ kia mà rất thận trọng cái kia loại chủ yếu là muốn đợi lữ thụ tái dẫn lôi thời điểm liền vội chạy tới tỉnh không kịp kết quả hắn liền phát hiện lữ thù con hàng này là thật tặc rõ ràng có thực lực mạnh như vậy lại còn xen lẫn trong một đống tiểu tu sĩ bên người hố người. Đương nhiên, đây cũng là nó vì cái gì ở Bạch Mãng sông Bình Chướng, lữ thụ sông Bình Chướng lúc xuất hiện nhanh như vậy nguyên nhân, kỳ thực Bạch Mãng cũng thật bất ngờ, dĩ vãn định ngương nhóm đều sẽ lại muộn một chút thời gian, kết quả lần này tới phá lệ nhanh, để nó cũng có chút trở tay không kịp. Nhưng cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là định ngư vương trong lòng cảm thấy lữ thụ không phải người tốt lành gì đình ngư vương hỏi co rang nói ra tiểu cô nương ngươi đến cùng coi trọng hắn điểm nào nhất a à? lữ thụ trừng mắt đình ngư vương đến hai ta trước đánh một chầu tới thì tới ai sợ ai đình ngư vương cười lạnh nói ngươi vừa tấn thăng đại tông sư không lâu a à? ngươi biết rõ ta tấn thăng bao lâu rồi sao lữ thụ cười lạnh nếu như theo thời gian mà tính thực lực liền nếu có thể cái kia mọi người trên mặt viết chính mình tấn thăng năm liền tốt rồi còn đánh cái gì đỡ Tốt rồi, tốt rồi. Hai người các ngươi không nên nháo rồi. Co rang cười nói nói. Sau đó nàng quay đầu đối với cổ thấm nói ra: Ngươi không cần cải biến chính mình, cải biến chính mình nên hợp đến bằng hữu. Kỳ thực cũng không phải thật sự là bằng hữu. Bằng hữu chân chính sẽ hiểu ngươi, bao dung ngươi. Không chỉ có thể cùng ngươi chia sẻ khoái hoạt, cũng có thể cùng ngươi chia sẻ bi thương. Ngươi nhìn, đằng sau ta vị kia đều có thể có bằng hữu. Ngươi dựa vào cái gì không có? Cũng là a. À cổ thấm như có điều suy nghĩ nói rằng lữ thụ đã không muốn nói chuyện rồi nói cái gì đều vô dụng hiện tại có răng cùng cổ thấm chung đụng cơ sở liền mẹ nó là đen hắn lữ thụ từng nghe nói hai nữ hài có thể trở thành khuê mật điều kiện kỳ thực rất đơn giản cùng một chỗ đen người thứ ba liền tốt rồi trước kia lữ thụ không tin trên đời này còn có thể có như thế thuần túy hữu nghị hắn hiện tại tin tưởng rồi các ngươi có phải hay không muốn đi ra ngoài Cổ thấm lời nói xoay chuyển đột nhiên hỏi, kỳ thực coi như ta giúp các ngươi ra rồi cấm địa, các ngươi cũng chưa chắc có thể đi ra cái thế giới này. Đây là một tòa to lớn nhà giam, chúng ta đều bởi vì phạm sai lầm bị cầm tù ở chỗ này, giam giữ chúng ta cái vị kia từng nói, lúc có đại lượng người xa là lúc tiến vào, chúng ta liền có cơ hội ra ngoài, nhưng cũng chỉ là một cái cơ hội, đối phương giống như đã an bài tốt rồi hết thảy, miêu miêu ca ca giống như biết rõ càng nhiều chuyện hơn, nhưng hắn không muốn nói. Có răng nhíu mày hỏi, là ai đem các ngươi cầm tù ở chỗ này? Cổ thấm cùng đình ngư vương liếc nhau, tự hồ là đang chăm trước có nên hay không nói, đình ngư vương buồn bực ngán ngẩm nói ra, nói đi, cũng không phải bí mật gì. Là lữ thần đem chúng ta cầm tù ở chỗ này, cổ thấm nói rằng. Không phải ngươi chờ chút, lữ thù sửng sốt rồi, là ngươi lưỡi đầu không có vuốt thẳng vẫn là thế nào, nói chuyện thế nào còn lớn hơn lưỡi đầu đâu. Đến từ cổ thấm phụ diện tâm tình giá trị, 748 Cổ thấm có chút tức giận, chính là Lữ Thần A. Lữ Thụ Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Khi có ra nghe được Lữ Thần cái từ này thời điểm giống như cũng không có cái gì ngoại ý muốn, nàng chỉ là buồn cười nhìn lấy Lữ Thụ. Mà Lữ Thụ trong lòng thầm nhủ, danh tự thế nào nghe lên giống như là Lữ Vương Tiến Giai bản đây. Bất quá hắn cũng không có lại có này nói cái gì, bởi vì hắn hiện tại không quá muốn thảo luận lời này đề rồi ngươi còn chưa nói làm như thế nào ra ngoài cái này di tích đâu lữ thụ chuyển di chủ đề nói rằng kỳ thực muốn đi ra ngoài di tích đối với nàng tới nói là chuyện đơn giản nhất rồi đình ngư vương nói rằng lữ thụ cùng co răng hai mặt nhìn nhau làm sao cái đơn giản phát lữ thụ đột nhiên hỏi nói cái kia nàng vì cái gì không đi ra cổ thấm thở dài nói ra ngoài rồi cũng bất quá vẫn là ở một phương thế giới này bên trong, có ý nghĩa gì đâu. Hơn nữa ra ngoài rồi về sau bản thể cũng sẽ lưu tại nơi này, dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên. Áo, lữ thụ minh bạch rồi, cái này cổ thấm cường đại cũng là có hạn chế, cây đại thụ này chính là nàng bản thể, di động bắt đầu phi thường khó khăn. Nếu như hóa linh về sau cổ thấm muốn rời khỏi, nàng bản thể liền sẽ phi thường không an toàn, liền như là bị trói buộc như vậy, bên người hoàn cảnh chính là nàng ràng buộc. Ngươi đến cùng là cái gì thụ? Lữ thụ hiếu kỳ hỏi. Cổ thấm nghĩ nghĩ, một khỏa vốn không nên tồn tại ở trên thế giới này thụ, tốt rồi, các ngươi đến dưới cây A, ta đưa các ngươi ra ngoài. Lúc này lữ thụ nghĩ nghĩ đối với đình ngư vương cùng cổ thấm nói ra, chờ một chút, ta hỏi một vấn đề cuối cùng, vì sao có chút sinh linh có thể hóa người, có chút không thể. Đình ngư vương sau khi nghe chẳng thèm ngó tới nói ra, ta còn tưởng là vấn đề gì đâu bị xem thường lữ thụ mặt đều đen rồi ngươi ngược lại là nói a à. trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề chúng ta vì sao muốn hóa thành hình người đình ngư vương cười lạnh nói nó cái mông phía sau cái đuôi vung a à bỏ rơi trong lỗ mũi còn phun to khỏe hơi thở nhưng mà vấn đề này là thật đem lữ thụ cho hỏi khó rồi cái kia không phải nói cái gì nhân loại là lợi hại nhất à biến thành hình người liền có thể lợi hại hơn hoặc là nói nhân loại là đẹp mắt nhất đó là các ngươi nhân loại ý nghĩ của mình đình ngư vương xem thường nói ở ta lão ngưu xem ra trâu cái mới là đẹp mắt nhất nhân loại các ngươi nữ oa oa đẹp mắt không dễ nhìn ta căn bản nhìn không ra hơn nữa cái gì biến thành nhân loại lợi hại hơn chúng ta chính là dựa vào chính mình nhục thân tu hành đến lớn cảnh giới tông sư dựa vào cái gì biến thành nhân loại mới có thể lợi hại hơn nó giống như nhân loại các ngươi trời vốn liền là cái này vạn giới chúa tể đồng dạng ngươi nhìn cổ thấm nàng cũng không có đem chính mình hoàn toàn tiến hóa thành hình người hơn nữa nàng là thực vật muốn ngoại hóa lời nói cũng nên tìm tham chiếu mới có thể như vậy lúc này lữ thụ bỗng nhiên ý thức được biến thành nhân loại lợi hại hơn cái này loại quan điểm rất có thể chỉ là nhân loại chính mình ý dâm đi ra mà thôi người ta những sinh linh khác căn bản chẳng phải muốn nhưng vẫn là có sinh linh biến thành hình người rồi a à, lữ thụ nghĩ như vậy thời điểm não hải bên trong liền xuất hiện rồi hải công tử hình dạng Ngươi nói loại tình huống này cũng tồn tại đình ngưu vương gật gật đầu có chút sinh linh tổ tiên bị hạ chỉ ban ơn qua cho phép thành vì nhân loại bộ dáng lúc kia nhân loại các ngươi giống như xác thực chấp chưởng thế giới sau đó những này bị ban ơn qua sinh linh hóa hình lúc chọn hình người bởi vì bọn hắn ở đại tông sư về sau công pháp đều đã cải biến rồi bất biến không được lữ thụ giật mình minh bạch nguyên lai là một ít đặc biệt tộc quần sẽ biến thành hình người dựa theo đình ngư vương nói tới biến thành hình người về sau sẽ ngay cả công pháp kinh mạch tuyến đường đều cải biến đổi rồi đình ngư vương nó khẳng định không nguyện ý từ bỏ chính mình nguyên bản công pháp mà một ít đặc biệt chủng tộc tự như lúc trước hoàng gia khâm điểm ban cho họ giống như ban cho họ về sau ngay cả tính danh đều đổi rồi đây chỉ là cái ví von nhưng chủ quan như thế cho nên long tộc chính là loại tình huống này đi lúc này lữ thụ như không có chuyện gì xảy ra nói ra cái kia lữ thần không cũng là loài người à hắn làm sao không có ban thưởng cái nào chủng tộc biến thành hình người đâu đình ngưu vương chấn kinh rồi nhân loại các ngươi cũng quá tự đại đi vậy mà muốn theo lữ thần đánh đồng ai nói cho ngươi lữ thần là nhân loại lữ thụ cái này bị khinh bỉ rồi làm sao đến rồi di tích mặt trong phản phất nhân loại đều thành rồi chuỗi thực vật cấp thấp nhất sinh vật như vậy chờ chút giống như có chỗ nào không thích hợp chẳng lẽ mình từ lúc mới bắt đầu phán đoán phương hướng liền có vấn đề ngươi chờ chút lữ thụ nói ra ngươi đừng hù ta ta gặp qua lữ thần pho tượng hắn liền là nhân loại a à? lữ thần lữ thần truyền thuyết hắn là thiên địa dựng dục sinh linh không cha không mẹ cùng nhân loại các ngươi có quan hệ gì đình ngư vương khinh thường nói lữ thụ đời này vẫn là lần đầu trong một ngày mặc bị một con trâu khinh bỉ nhiều lần như vậy hắn quan sát tỉ mỉ lấy đình ngư vương hơn nữa phi thường muốn đánh cái này con trâu dừng lại Sau đó đem đối phương ném vào tinh đồ mặt trong phong phú giống loài Nhưng mà liên quan tới đình ngư vương nói cái gì lữ thần không phải người cái này loại luận điểm Lữ thụ là kiên trì không tin Hắn tận mắt nhìn đến rồi lão thần vương pho tượng Hơn nữa Lữ thụ cảm thấy đình ngư vương cái này luận điểm hoàn toàn là căn cứ vào đối phương khinh bỉ nhân loại trên lập trường Hơn nữa từ đối với lão thần vương sụng bái mù quán đưa đến cố chấp kết luận Lữ thần đem các ngươi cầm tù ở chỗ này, các ngươi không trách hắn à? Lữ thụ hiếu kỳ nói. Ta không phải là bị cầm tù ở chỗ này, đình ngư vương uống nắng nói, ta là chủ động tới. Vậy còn ngươi, cổ thấm? Lữ thụ nhìn về phía trên cây cổ thấm. Ta cũng không trách hắn, cổ thấm bình tĩnh trả lời nói. Kỳ rồi quái rồi, lão thần vương nhân cách mị lực cường đại như vậy sao? Chính mình nếu là đem trần tổ an thả đến nơi đây, sợ không phải đối phương vào lúc ban đêm liền muốn ngao ngao chửi đổng đi. Hơn nữa, mặc kệ là ngự long ban trực vẫn là khôi lỗi sư, đều thủy chung trung thành tuyệt đối. Lữ thù nghĩ nghĩ nói ra, vẫn là trước đưa chúng ta ra ngoài đi, ta cùng cái này trâu trò chuyện không tới. Ai có thể hàng huyên với ngươi được đến giống như, đình ngư vương lạnh giọng nói. Nhưng vào lúc này, lữ thù chợt thấy cây đại thụ kia dưới một cây sợi rễ động lên, cái kia to khỏe sợi rễ dưới lại có một cái nấc thang là thông hướng dưới mặt đất. Đây là thông hướng cấm địa phía ngoài đường. Lữ thụ sửng sốt rồi, chỉ đơn giản như vậy. Đúng, chính là đơn giản như vậy, cổ thấm nói ra, cấm địa ngăn không được ta, cho nên ta sớm đã dùng sợi rễ khai ít rồi một đầu thông đạo. Cái này cổ thấm vậy mà có thể đem bạch mãn đều thúc thủ vô sách hàng rào đã thông, khó trách vị kia, miêu miêu, tiến vào cấm địa sau sẽ tới xem một chút cô nương này, quả nhiên có chỗ đặc thù. Chỉ bất quá lữ thụ có chút hiếu kỳ, cây này là như thế nào uy hiếp được ngoại giới, lại bởi vì cái gì bị giam ở rồi nơi này. Lữ thụ do dự rồi, vàng nhất bậc thang này phía dưới là cái bẫy rập làm sao bây giờ. Kết quả có răng nhất đầu đối với cổ thấm cười nói, rất hân hạnh được biết ngươi, chúng ta đi rồi. Nói, liền làm đi trước xuống bậc thang, cổ thấm nhìn lấy có răng tín nhiệm hình dạng của mình, đột nhiên cảm giác được được tín nhiệm cảm giác rất tốt. Lữ thụ nhìn thoáng qua đình ngư vương, muốn không ta trước khi đi cho ngươi thêm dẫn một lần lôi. Đình ngư vương ánh mắt sáng lên, thật sao? Giả, dạ, nói xong lữ thụ liền theo đi xuống bậc thang, lưu lại đình ngư vương trên mặt đất dậm chân giận dữ như lôi, quá mẹ nó tiện rồi. Ta trên người bọn hắn, cảm nhận được rồi khí tức quen thuộc. Khi lữ thụ cùng co rang đi xuống bậc thang thật lâu sau bỗng nhiên nói rằng, đình ngư vương trầm mặt nhìn lấy cái kia bậc thang cửa vào, nửa ngày sau mới bỗng nhiên nói ra một đoạn thời khắc ta cũng có cảm giác như vậy nhưng là ta cảm thấy không giống vì cái gì cổ thấm hiếu kỳ nói ngươi biết đến chúng ta đều đang đợi hắn trên thân không có sát khí rồi đình ngư vương lung lay đầu thế gian này ngươi còn gặp qua ai trên thân sát khí nặng như vậy a à, nhưng bây giờ đều không có rồi hơn nữa lớn lên cũng không giống a à, chúng ta cũng không phải chưa thấy qua hắn chúng ta ở chỗ này thời gian quá lâu rồi nói không chừng có biến cố gì đâu, ta luôn cảm thấy là hắn trở về rồi, cổ thấm nói rằng. Ta cảm thấy không phải, đình ngư vương lung lay đầu. Ngươi cảm thấy không phải, vậy ngươi mới vừa rồi còn hung hăng vỗ mông ngựa thớt. Cổ thấm thân hình chậm rãi thu nhỏ, biến thành rồi tiểu cô nương cổ tiểu thấm, ngươi cái này lớn đần ngư thật không thành thật, trước kia sùng bái về sùng bái, nhưng không nghe ngươi đem lữ thần nâng đến trên trời qua. Ngươi biết cái gì, đình ngư vương vung quẩy đuôi, ta cái này gọi là lưu đầu sau đường, vạn nhất là rồi làm sao bây giờ, ở trên người hắn chuyện gì phát sinh ta đều không hiếm lạ, đúng rồi, gia hỏa kia còn ở trong đường hầm mặt A, cũng không biết rõ bọn hắn có thể hay không đem hắn mang đi ra ngoài. Vậy phải xem hắn vận khí, cổ tiểu thấm nói rằng, dù sao không phải ta đem hắn mang đi ra ngoài là được, ta không có biển thủ, đình ngư vương nói rằng, gà tặc, cổ tiểu thấm cau mũi một cái, ngươi một chút cũng không thành thật. Cái này đình ngư vương biểu mặt nhìn lên đến trung hậu thành thật Nhưng hoàn toàn là chiếm rồi bộ dáng ánh sáng Kỳ thực một chút cũng không thành thật Tiểu tâm tư rất nhiều Đi rồi, đình ngư vương chuyển đầu đeo trâu tử trâu tôn nhóm rời khỏi Tất cả mọi người mẹ kiếp diễn kỹ ăn cơm Ai cũng đừng nói ai Hừ, cổ tiểu thấm cao mũi một cái Đưa mắt nhìn đình ngư rời khỏi Lúc này lữ thụ mang theo co rang đi ở lối thoát mặt trong thông đạo, cái này thông đạo giống như là bị vô số sợi rễ cho cưỡng ép chống đỡ mở như vậy, mà những cái kia sợi rễ hiện tại tự như là cái này thông đạo xà ngang. Cái này di tích thật là làm cho ta có chút ra ngoài ý định rồi, lữ thụ móc ra ngày kính một bên chiếu đường một bên một thoại hoa thoại nói ra, ta ngay từ đầu liền chẳng qua là cảm thấy di tích này khả năng đặc thù một điểm, không nghĩ tới vậy mà giấu lấy nhiều như vậy thế giới bí mật. từng có rang gật gật đầu, di tích này bên trong sinh linh xác thực đều không thể coi thường. Không biết rõ vì cái gì, hai người một chỗ thời điểm, lẫn nhau giống như lại biến câu nệ một chút, nói chuyện đều có chút thả không mở rồi. Bọn hắn dưới đất đi rồi không biết rõ bao lâu, lữ thụ cảm thấy cổ thấm khẳng định lợi dụng cái này thông đạo từng đi ra ngoài, không phải vậy nàng tân tân khổ khổ khai ít cái này thông đạo làm gì. Chỉ bất quá cái kia gọi là miêu miêu người trẻ tuổi thân phận thủy chung là cái mê, mà lữ thụ lo lắng nhất người cũng là hắn. Trước đó lữ thụ cho đình ngư vương nói cái kia thần bí thanh niên rất hiền lành, nhưng đình ngư vương nói chỉ là biểu mặt hiền lành mà thôi, cái này để lữ thụ tâm lý rất lẩm bẩm. Hắn luôn có loại cảm giác, nếu như nói đình ngư là cấm địa trong coi, như vậy cái này miêu miêu khả năng chính là cái kia chấp trưởng cái này phương di tích thế giới người. Là địch hay bạn? Lữ thụ thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ tượng đảo di tích bên trong cái kia huyết yêu, đó là giả tâm bốc cháy lên đến thậm chí dám cùng khôi lỗi sư đồng thủ tuyển thủ. Đột nhiên lữ thụ dừng bước lại, hắn đã cảm nhận được rồi trước mặt năng lượng ba động, rốt cục đi đến rồi cấm địa hàng rào trước mặt. Bất quá kỳ quái là, những cái kia sợi rễ thậm chí ngay cả hàng rào đều cho chống đỡ mở rồi, cái này trong thông đạo mảy may đều không bị ảnh hưởng. À, nơi này có trảng đăng, có răng nhìn về phía mặt đất, đúng là có một chiếc đèn đồng không biết rõ bị ai tiện tay vứt ở chỗ này cái kia đèn đồng nhìn lên đến không phải cái gì phạm phẩm, lửa thụ thuận tay liền cho nhặt lên đến. chẳng lẽ là trước kia ai từ nơi này lúc đi qua vứt xuống? nhưng cái này còn không có ra thông đạo đâu a, à? vì sao lại bỏ ở nơi này? co ra nghĩ nghĩ nói ra, muốn không trả để ở chỗ này a, à? vạn nhất vứt bỏ người trở về tìm đâu? nhưng vào lúc này đèn đồng bất đèn bỗng nhiên bốc lên ra một sợi khói xanh, cái kia phản phất khô cạn thật lâu bất đèn vậy mà không lửa tự nhiên rồi bắt đầu khói xanh ở ngày kính chiếu xuống phiêu miểu nồng đậm, sau đó đúng là huyển hóa thành rồi một cái hình người, không biết rõ vì sao, cái này khói xanh huyển hóa quá trình cực kỳ. Cảm giác thần bí, mà lữ thụ thì mặt không thay đổi nhìn lấy đây hết thảy. Cái kia khói xanh bên trong bóng người mới vừa xuất hiện liền nói ra. Cỏ, thứ gì như thế sáng? Đến từ Âu Dương Lập Thượng Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị, 666. Lữ thù mặt không thay đổi đem ngày kính chiếu hướng đối phương, ngươi là ai a? À? ta chính là đèn thần. khói xanh bên trong người dùng trang nghiêm âm thanh nói ra. ta tại chỗ này chờ đợi. ngươi có thể đem cái này sáng lấy ánh sáng đồ vật cầm mở a. À? mau nói ngươi là ai. lữ thụ không kiên nhẫn nói rằng. ta chính là đèn thần. tại chỗ này chờ đợi một cái người hữu duyên. hôm nay hai người các ngươi đi qua từ nơi này. xem ra chính là ta muốn chờ người hữu duyên rồi. cầu ước nguyện a. À? khói xanh bên trong người trang nghiêm nói rằng. được hứa a à, lữ thụ bình tĩnh nói âu dương lập thượng giống như có chỗ nào lo diệt không đúng lắm âu dương lập thượng suy nghĩ rồi nửa ngày ta mới vừa nói các ngươi là người hữu duyên sau đó nói cầu ước nguyện a à. đúng a à, không cho ngươi ta làm sao biết rõ có thể hay không thỏa mãn ngươi nguyện vọng lữ thụ nói rằng ta nói là để ngươi cầu ước nguyện a à. ta là đèn thần có thể thỏa mãn các ngươi hết thảy nguyện vọng hơn nữa các ngươi đem ta mang theo trong người còn có thể để các ngươi gặp giữ hóa lành. Âu Dương Lập Thượng ở khói xanh bên trong thân ảnh đều có chút chưa vững chắc rồi. Áo, lữ thụ minh bạch rồi, thì ra như vậy là muốn cho chúng ta đem ngươi mang đi ra ngoài. Đến từ Âu Dương Lập Thượng phụ diện tâm tình giá trị, 888. Lữ thụ ngay từ đầu liền biết rõ con hàng này có quỷ, nhàn rỗi không chuyện gì đèn bên trong nhảy ra cái ma quỷ đến để cầu ước nguyện. Cái này mẹ nó đến lúc nào rồi phương pháp rồi. Hả? Về sau phát hiện con hàng này gọi Âu Dương Lập Thượng, Lữ Thụ cũng chưa nghe nói qua cái tên này liền muốn nhìn một chút con hàng này đến cùng muốn làm gì, sau khi Âu Dương Lập Thượng nói đến, mang theo trong người có thể gặp giữ hóa lành, thời điểm Lữ Thụ liền minh bạch rồi ý đồ của đối phương. Cái này là muốn cho chính mình đem cái này Âu Dương Lập Thượng từ cấm địa mang đi ra ngoài a. À? Ngươi có chút đần a, à? Lữ Thụ đập đi lấy miệng nói rằng âu dương lập thượng sinh khí rồi ta cho ngươi biết ngươi biết ta là ai không cũng dám nói chuyện với ta như vậy ta là hám sơn giáp rèn đúc người ta là lữ thần ngự dụng thợ rèn lữ thụ sửng sốt một chút sau đó vui cười a cười nói ta vừa rồi để ngươi cầu ước nguyện ngươi cầu nguyện để cho ta mang ngươi ra ngoài không xong rồi sao tự như là chuyện như vậy a à, âu dương lập thượng nhớ lại vừa rồi lữ thụ nói lời lâm vào rồi thật sâu suy nghĩ nhưng là người khác nhà thần đăng đều là thỏa mãn người khác nguyện vọng, kết quả chính mình giả trang đèn thần nhảy ra về sau hướng người qua đường cầu nguyện, sẽ có hay không có điểm quá thật mất mặt rồi. Một lát sau Âu Dương Lập Thượng giống như là dãy dụ rồi thật lâu giống như nói ra, mời ngươi dẫn ta ra ngoài. Tốt, lữ thụ không chút do dự đáp ứng rồi, sau đó đem cái kia ngọn đèn đồng diễm cho ném vào rồi tinh đồ mặt trong, khi hắn biết được đối phương chính là hám sơn giáp rèn đúc người lúc cũng đã làm ra rồi quyết định như vậy phải biết trái đất ngay cả cái có thế độc lập luyện chế pháp khí người đều không có hám sơn giáp vật này lúc trước trương vệ vũ bọn người ăn mặc màu đen khôi giáp nhìn thấy đoan mộc hoàng khải lần đầu tiên đoan mộc hoàng khải liền đem màu đen khôi giáp tên nói ra thậm chí còn kinh dị tại loại vật này tại sao lại xuất hiện ở lữ thụ trong tay của bọn hắn lúc kia lữ thụ liền đã ý thức được đoan mộc hoàng khải hẳn là hiểu rõ vô cùng hám sơn giáp mà hám sơn giáp đã từng chỉ sợ ở lữ trụ rực rỡ hào quang chỉ bất quá về sau không biết rõ thế nào liền mất tích rồi cái kia hám sơn giáp mặt ở trương vệ vũ bọn người trên thân uy lực thậm chí có thế để bọn hắn liên thủ vây quét đại tông sư cái này loại thần vật lữ thụ khẳng định phi thường để bụng nhưng mà hắn một mực đang nghĩ một vấn đề thứ này đến cùng là ai đúc tạo nên vì sao hắn đi lữ trụ đi dạo một chuyến đều không có gặp cái gì nổi danh luyện khí sư thậm chí ngay cả vũ khí đều ít cho dù có cũng kém xa tích tắp hắn ở di tích lấy được những cái kia loại cảm giác này giống như là trái đất một cái vừa mới linh khí khôi phục địa phương lại có được siêu việt lữ trụ luyện khí công nghệ giống như cái này không hợp với lẽ thường a cuối cùng lữ thụ đến ra rồi chính hắn đáp án từng có người đem đau thương nhập kho ngựa thả nam sơn thậm chí ở lữ trụ trung tâm thiết lập rồi vương thành bình đẳng chia cắt tứ đại thiên đế quản hạt phạm vi cấm đoán chiến tranh đây hết thảy hành vi mục đích cuối cùng nhất kỳ thực đều là cấm chiến tranh để lữ trụ có cơ hội nghỉ ngơi lấy sức đổi rồi người bình thường khẳng định làm không được bởi vì lữ trụ tu hành văn minh quá mức phát đạt rồi cá thể thực lực cường đại đến khó có thể tưởng tượng nhưng mà lão thần vương vậy mà dùng vũ lực thống nhất rồi lữ trụ hoàn thành rồi cái này một hành động vĩ đại lữ thụ đang nghĩ nói không chừng hắn ở di tích lấy được đồ vật cầm tới lữ trụ đi đều có thể tìm tới căn nguyên hiện tại bỗng nhiên bốc lên ra tới một người nói mình là hám sơn giáp rèn đúc người lữ thụ đương nhiên sẽ không bỏ qua một người như vậy. Mặc kệ hắn nói thật hay giả, lữ thụ đều sẽ trước giữ lại hắn lại nói. Dù sao thiên la địa võng cái kia chế tạo pháp khí cùng chân chính pháp khí so sánh, vẫn là quá yếu rồi a à. Nếu như con hàng này thật sự là cái gì Âu Dương lập thượng, liền xong đối phương cái này giả thần giả quỷ sức lực, rơi vào lữ thụ tay trong cơ bản liền tốt không rồi rồi. Chỉ sợ Âu Dương lập thượng chính mình cũng còn không có nghĩ rõ ràng chờ đợi hắn lại là cái gì vận mệnh. Lữ thù cùng co rang nhìn nhau tiếp tục đi về phía trước, lữ thù bỗng nhiên nói ra, trước mặt có thể là lối ra rồi, có ánh sáng yếu ớt, lối ra ngoài mặt giống như cũng không phải là cái gì gò đất. Ngươi nói cấm địa ngoài mặt lại là cái bộ dáng gì? Co rang hiếu kỳ nói. Trong cấm địa mặt như vậy hoang vu, nói không chừng ngoài mặt xanh ung tươi tốt giống là thiên đường của nhân gian cũng nói không chính xác đâu, lữ thù vui cười a cười nói. Kết quả khi bọn hắn đi vào lối ra lúc, hai người đều sửng sốt rồi. Bọn hắn nghe được rồi tiếng người huyên náo. Bọn hắn nhảy ra thông đạo, lữ thủ chính là phát hiện cái này thông đạo cùng nhau đi tới, lại là xuất hiện ở rồi một cái phòng bên trong, mà phòng ngoài mặt còn vô cùng náo nhiệt. Trong phòng này mặt trần thiết trí phi thường nữ tính hóa, song phấn, tấm gương, liền ngay cả bên giường đều là màn che. Phòng bên trong có tro bụi, giống như thật lâu đều không người đến qua nơi này rồi. Lữ thụ bỗng nhiên ý thức được rồi cái gì, cái này chỉ sợ là cổ thấm bên ngoài mặt cho mình lưu trụ sở, nàng mỗi lần từ trong cấm địa đi ra liền sẽ ở lại đây, mà ngoài mặt. Đại khái liền là thế giới nhân loại. Ta cũng nghĩ như vậy, có răng gật gật đầu. Lữ thụ từ sơn hà ấn bên trong lấy ra bản thân trở mặt mặt nạ đưa cho co rang, ngươi thử mang lên thử một chút, vật này có thể biến hóa bộ dáng. Kỳ thực ngoại hải người tu hành gặp qua lữ thụ người cũng không phải rất nhiều, nhưng gặp qua có ra người cũng quá nhiều. Hiện tại di tích này bên trong tồn tại ẩn tàng tai họa, lữ thụ đương nhiên là hy vọng càng biết điều càng tốt, hắn trước tiên cần phải thăm dò được không già thành đến cùng là cái nhân vật gì mới được. Có Rang tiếp nhận sau mặt nạ cười dò xét lữ thụ, khó trách ngươi có thể hoàn thành nhiều lần như vậy ẩn nút, nguyên lai like là dựa vào cái này, bất quá vẫn là ngươi dáng vẻ vốn có càng đẹp mắt. Nhưng mà lúc này đây lữ thụ bỗng nhiên sửng sốt rồi, hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ, tự như là cái gì rất trọng yếu manh mối bị chính mình quên như vậy. Đúng. Lữ thụ rốt cục nghĩ tới đến rồi. Cái mặt nạ này là những nhân loại khác đều không thể mang lên. Lúc trước hắn đạt được mặt nạ thời điểm, trên mặt nạ gương mặt dài ra răng nanh phản phất muốn nhắm người mà ăn đồng dạng, thẳng đến rơi vào lữ thụ trong tay mới khôi phục bình thường. Đặt ở Sơn Hà ấn bên trong thời điểm, hỗn độn phát hiện rồi mặt nạ muốn làm đồ chơi, kết quả mặt nạ bỗng nhiên trương mở miệng to như chậu máu đuổi theo hỗn độn cắn cho hỗn độn bị hù ở sơn hà ấn bên trong chạy tán loạn khắp nơi này mặt nạ kỳ thực bản thân chính là một cái tính công kích cực mạnh pháp khí lữ thụ vì rồi thí nghiệm đến cùng chuyện gì xảy ra còn cố ý cầm lấy đi dọa qua tiểu mập mập trần tổ an cùng thành thu xảo sự thật chứng minh rồi này mặt nạ người bình thường xác thực vô pháp đeo mà bây giờ có rang cầm ở trong tay thời điểm mặt nạ cây bản không có phản ứng chút nào dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng lữ thụ sững sờ nhìn lấy co rang kết quả co rang không có phát giác được lữ thụ ý nghĩ chỉ là bị lữ thụ một mạch ánh mắt nhìn đến có chút ngượng ngùng nhìn ta như vậy làm gì khụ khụ không có việc gì lữ thụ lấy lại tinh thần hắn biết rõ co rang đối với hắn là không có ác ý nhưng lữ thụ hiện tại hiếu kỳ co rang thân phận đến cùng là cái gì lúc này co rang biến rồi cái bộ dáng ngũ quan vậy mà trung tính hóa rồi rất nhiều, nhìn lên đến tự như là cái anh tuấn thiếu niên. Hiện tại thế nào? Co Rang cười hỏi. Ừm, Lữ Thụ gật gật đầu, người không quen thuộc hẳn là nhận không ra rồi, đi thôi. Lữ Thụ đem phòng nhỏ cửa thông suốt đẩy mở, chỉ thấy ngoài cửa tràn cảnh giống như đến rồi Lữ Trụ đồng dạng, trở lại rồi cổ đại trước đây chỉ riêng bên trong. A, à, Lữ Thụ hiếu kỳ rồi một tiếng, có điểm gì là lạ a? À? Lẽ ra tiến đến rồi nhiều như vậy người bình thường cùng người tu hành, liền ngay cả cấm địa đều có khắp nơi có thể thấy được, cái này di tích trong thành trì vì cái gì không gặp được đâu. Đột nhiên trên đường phố có người rống to, nơi này lại xuất hiện hai cái, tranh thủ thời gian báo cáo thành thủ đem bọn hắn nắm lên đến. Lữ thù cùng co rang hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đặt thù ngược lại thật là tốt cùng di tích nhân loại khu tách đi ra, dù sao những người khác cũng chỉ mặc cổ đại bào phục, chỉ có hai người bọn họ còn ăn mặc áo giắt két. Lúc này lữ thụ cảm thấy mình khả năng đoán được cái khác người địa cầu đều đi cái nào rồi. Cái này mẹ nó sợ không phải bị tóm lên đến đi. Di tích nhân loại như thế không hữu hảo sao? Lữ thụ nhỏ giọng nói, chúng ta đi theo đám bọn hắn đi một chuyến. Đi xem một chút những người khác thế nào rồi, thuận tiện cùng bọn hắn tìm hiểu một chút cái này thành trì bên trong tin tức. Ừm, toàn tất cả nghe theo ngươi, coi rằng ông Nhu nói. Lữ thụ bỗng nhiên có chút hối hận đem mặt nạ cho co rang rồi, hiện tại co rang đỉnh cái trung tính khuôn mặt đối với mình nói như vậy, luôn cảm giác nơi nào có điểm không đúng. Nhưng vào lúc này, đã có hơn 10 cá nhân ăn mặc phục trang người chạy tới, trước người đối phương đều theo lên thành thủ chữ dạng, lữ thụ nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu những này thành thủ thực lực cùng lữ trụ cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Lữ thụ đang suy nghĩ một việc, trong cấm địa tự như là một cái to lớn lao tù, đem những cái kia có uy hiếp sinh linh đều cho cầm tù ở rồi cái này di tích bên trong nhưng là vì cái gì cái này di tích bên trong sẽ có nhân loại đâu chấp chưởng cái này di tích người vì cái gì ngay cả người đều muốn nhét vào đến lúc này lữ thụ đến đi ra một cái kết luận những người này kỳ thực cũng là tù phạm mà cái này toàn bộ to lớn di tích chính là cả một cái lao tù suy luận đúng hay không không nói trước dù sao lữ thụ không có xác minh qua nhưng nếu như là lữ thụ chấp chưởng như thế cái di tích hắn không có đạo lý ở cấm địa bên cạnh thả một đống nhân loại vô tội hơn nữa hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem một đám người loại cho ném đến nơi này tới tại cùng đình ngưu vương cùng cổ thắm nói chuyện với nhau về sau lữ thụ biết rõ cái này di tích rất có thể là thuộc về lão thần vương mà hắn ở lữ trụ lâu như vậy đã từng hiếu kỳ qua một vấn đề khác lão thần vương chinh chiến ba ngàn năm hắn quân đội liền không có tù nhân à tổng không đến mức tất cả đều giết chết đi cho nên Lữ thù luôn cảm giác nơi này tự như là một cái to lớn lưu phóng địa phương, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút thượng cổ nhân vật. Mà những này bị vứt bỏ ở di tích bên trong người, chỉ sợ cả đám đều không phải cái gì lương thiện, cũng không phải kẻ tốt lành gì. Trước đó bọn hắn ở di tích bên trong phát hiện hài cốt gọi là lục không minh, hiện tại lục không minh còn tại sơn hà ấn bên trong nằm đâu, bạch cốt cánh tay bộ phận đều đã bị hỗn độn cắn nát rồi, đơn giản thảm một nhóm hiện tại hỗn độn ở lữ thụ trong mắt cùng hắc xi cũng không có gì quá lớn khác nhau trên cơ bản nhìn thấy cái gì đều trước cắn một chút lại nói nguyên bản xoay đầu hồ lô cùng thừa ảnh còn tại sơn hà ấn bên trong thời điểm con hàng này còn có thể thu liễm thu liễm hiện tại đã hoàn toàn thả bay tự mình rồi lục không minh tâm lý khổ a à, hắn vừa bị ném vào sơn hà ấn bên trong liền thấy một con rồng hướng chính mình lao đến cái này mẹ nó mình rốt cuộc gây rồi cái gì lão đại a à? Người tính bản thiện vẫn là nhân tính vốn ác. Đạo lý này mấy ngàn năm rồi nhân loại đều không tranh minh bạch, liền ngay cả các thánh nhân đều có khác nhau, Lữ Thụ liền càng không khả năng có cái gì kết luận rồi. Nhưng hắn biết rõ, một cái tạc qua bên trong, rất khó xuất hiện người tốt lành gì, dù sao từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Rất khó, không phải là không có. Ngay tại thành thủ chậm rãi tới gần Lữ Thụ bọn hắn thời điểm, Lữ Thụ ngắm nhìn bốn phía, chính là phát hiện chung quanh người vây xem đều thần sắc trêu tức, từng cái cao lớn vạm vỡ nhìn lên đến liền không quá giống là người tốt. Thực lực nha, cùng lữ trụ bình quân tiêu chuẩn không sai biệt lắm. Lữ thụ xem ra chính là một cái có thể đánh đều không có. Đương nhiên, cầm những người này cùng bây giờ lữ thụ so liền không có ý nghĩa rồi, coi như nhất phẩm cũng đánh không lại lữ thụ a à. Lúc này lữ thụ lo lắng nhất vẫn là trần tổ an cùng thành thu xảo, dù sao hai người này ở địa cầu xác thực có thể đi ngang rồi nhưng là nếu như phóng tới cái này di tích hoặc là lữ trụ lại đến chú ý cẩn thận một chút lữ thù nói ra ta đi với các ngươi thành thủ cười lạnh nói ngươi không muốn theo chúng ta đi vậy cũng không phải do ngươi có người ở bên cạnh trêu tức nói cái này hai tướng mạo đều coi như không tệ nhất là cái kia tóc đen thành chủ chỉ định ưa thích các ngươi lần này có thể lập công rồi à lữ thù sắc mặt phức tạp quả nhiên đều là lữ trụ người sao tối thiểu cái này thẩm mỹ không có chạy mà rồi lữ thụ cùng có rang đều không có làm cái gì chống cự hơn 10 cái ba tứ phẩm thành thủ áp giải bọn hắn hướng thành trị khác vừa đi vừa đi vừa thành thủ còn chế giễu nói các ngươi hai cái ngược lại là thật đàng hoàng bất quá so với các ngươi hoành chúng ta cũng thu thập rồi đừng có cái gì chạy trốn ý nghĩ chạy không thoát lữ thụ đột nhiên hỏi nói giống chúng ta dạng này ngươi các ngươi bắt rồi bao nhiêu cái thành thủ cười rồi bắt đầu, không có 800 cũng có một ngàn rồi, nghe nói bên cạnh chính Dương Thành đều bắt tốt mấy ngàn rồi, có chút các ngươi dạng này người hướng trên núi chạy, hắc hắc, chạy trốn được sao? Sớm muộn cũng có một ngày cũng phải bị bắt trở lại. Lữ thụ kinh ngạc rồi, di tích này thành trì còn không ít đâu a à, xem ra giống như phát triển đến bây giờ cũng có tổ chức có kỷ luật rồi. Có thành trì có tổ chức loại chuyện này cũng không thể để lữ thụ cảm thấy bất ngờ, dù sao nơi có người liền có quyền lực cùng giả tâm, thực lực mạnh muốn thành lập trật tự đến giữ gìn sự thống trị của mình, cái kia thật sự là một chuyện lại chuyện không quá bình thường rồi. Nếu quả thật như Lữ Thủ suy nghĩ, một chút lão thần vương đã từng sang bằng thế lực bị ném vào, cái kia mọi người Tây không thành lập trật tự loại chuyện này đều là quen cửa quen đường, dù sao lấy trước làm qua quản lý nha. Hơn nữa Lục Không Minh cũng đã nói, nơi này có môn phái, vậy thì mang ý nghĩa ngay cả công pháp cũng ở truyền thừa bị ném người tiến vào chỉ sợ thực lực đều là cao thấp không đều, có rồi môn phái liền mang ý nghĩa thực lực cũng một lần nữa có rồi tăng lên con đường. Lữ thụ nhìn thấy những này thành thủ trên mu bàn tay đều có nô lệ dấu ấn, nói không chính xác chính là thành chủ nô lệ kia mà. Các ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất, một cái trung niên thành thủ cười nói, có thể bị lữ thần ném vào đến có mấy cái hảo điểu, cũng liền lúc trước cho tới bây giờ không có gặp một lần tính ném nhiều người như vậy thời điểm hơn nữa đã có rất nhiều cái đầu năm không có người mới tiến đến rồi làm sao trang phục đều biến kỳ quái như thế đến câu nói này vừa vặn xác minh rồi lữ thủ ý nghĩ mà cái này thành thủ đem lữ thủ bọn hắn cũng làm làm rồi bị lão thần vương mới ném vào đến tù phạm người nơi này xác thực còn không biết rõ di tích tình huống bên ngoài nhìn tới nơi này chính là lão thần vương tư nhân ngục giam a chỉ bất quá làm sao lại thành rồi di tích đâu đột nhiên trước mặt đường cái trước người một đao chọc vào một người khác trái tim bên trong máu chảy đầy đất cái kia hành hung người từ trên người người chết sờ rồi nửa ngày rốt cục tìm ra rồi một cái cái túi nhỏ lúc này mới nhìn đến thành thủ bọn hắn tranh thủ thời gian cười làm lành không có ý tứ không có ý tứ không thấy được ngài ở nói người hành hung mau từ trong túi quần móc ra một tấm ngân phiếu thần tiền giấy giống như đồ vật đưa cho thành thủ nhóm các ngài chỉ làm như không nhìn thấy thành thủ cười đem cái kia tấm ngân phiếu nhét vào rồi trong ngực mắng nói, mau đem trên đường thu thập sạch sẽ, không phải vậy cẩn thận ngươi da. Ai, được rồi. Người hành hung mau để cho đường đến một bên. Một màn này cho lữ thụ cùng co rang đều nhìn ngốc rồi, giết người nhẹ nhàng như vậy thoải mái sao? Làm sao cảm giác ven đường giết người cùng giết đầu như heo đơn giản a à? Cái này mẹ nó đến cùng là cái địa phương nào? Làm sao có điểm giống là nuôi cổ giống như, đem một đám độc vật toàn đều đặt ở một chỗ, cuối cùng thoát dĩnh mà ra, sống sót tất nhiên là độc nhất độc vật, ác nhất ác nhân. Nếu như nói chỉ là cầm tù lưu đầy cũng coi như rồi, nhưng lữ thủ biết rõ lão thần vương ở chỗ này an bài hết thảy cũng không phải là hoàn toàn thả mặt cho bọn hắn tự do sinh trưởng, chỉ sợ còn muốn ở một ngày nào đó để những độc vật này phát huy được tác dụng đây. Lúc này nếu có cá nhân khống chế rồi cái này di tích, sau đó đem nơi này ác nhân cùng sinh linh khủng bố tất cả đều một mạch thả ra đơn giản không dám nghĩ lữ thụ dàn xuống lòng hiếu kỳ ngược lại hỏi liền không có các ngươi bắt không được người sao người chưa nói xong thật có một vị thành thủ đập đi đập đi miệng nói ra ta cũng là vừa nghe nói đâu nghe nói phía tây có tiểu cô nương trực tiếp đem đồng hoàn thành thành chủ đều giết rồi đến ở hiện tại thế nào rồi còn không rõ ràng lắm chỉ bất quá vị này là thật ngoan nhân ta vẫn là lần đầu gặp mới tới trực tiếp giết thành chủ đây. Có người ở di tích này bên trong thành lập rồi trật tự, cái kia đương nhiên muốn không từ thủ đoạn giữ gìn trật tự, bản thân chính là cái ác nhân tập hợp bên trong địa phương, vì rồi lợi ích làm xảy ra chuyện gì đến đều không ngoài ý liệu. Những người này đem lửa thụ bọn hắn nhìn thành rồi vừa mới bị lão thần vương bắt người tiến vào, vậy thì là mới tù phạm, cái này mặc dù là cái hiểu lầm, nhưng từ thổ dân góc độ đến xem cũng không có vấn đề gì. Đình Ngư Vương cùng cổ thấm, miêu miêu biết đến sự tình, những này bình thường tù phạm chưa hẳn biết rõ. Cho nên, khi tân nhân đến thời điểm, nguyên bản kẻ thống trị liền sẽ ngay đầu tiên diệt sát hết thảy bị dao động thống trị khả năng, bắt thậm chí giết chết những này ngoại lai giả. Nhưng bọn hắn cũng không có toàn giết, bởi vì bọn hắn phát hiện lần này người tiến vào có chút không giống, đầu tiên người bình thường bình dân chiếm rồi rất lớn một bộ phận, thậm chí là người tu hành số lượng gấp mấy chục lần nhưng đây không phải cái gì mấu chốt mấu chốt là nữ rất nhiều người nơi này nguyên bản chính là cái to lớn lòng giam trước kia làm điều phi pháp người đại bộ phận đều là nam tính cho nên liền dẫn đến nơi này đã sớm nam nữ mất cân bằng rồi loại tình huống này có ít người nhìn thấy nữ tính liền cùng như bị điên cũng không khoa trương rất nhiều người nhìn thấy những cái kia bình thường nữ tính không quan tâm đẹp xấu đều cảm giác giống như là lão thần vương cho bọn hắn phát phúc lợi giống như nhưng mà tầng dưới chót cái nào lời nói có trọng lượng, hiện tại ngoại lai giả cơ bản toàn bị nhốt rồi bắt đầu. Hơn nữa một cái phong bế địa phương gặp được ngoại lai giả, thổ dân muốn làm nhất là cái gì đây? Là giết chết ngoại lai giả à, dĩ nhiên không phải. 99% thổ dân chỉ sợ trước tiên đều nghĩ muốn hiểu rõ tình huống bên ngoài. Di tích bên trong nhân loại ở chỗ này quá lâu rồi, bọn hắn rõ biết rõ rằng ngoài mặt còn có cái càng rộng lớn hơn càng thêm đặc sắc thế giới nhưng bọn hắn lại ra không được cho nên khi có ngoại lai giả lúc tiến vào bọn hắn liền sẽ muốn biết ra mặt hiện ở thế nào rồi nha có cái gì to lớn cải biến à hiện tại lữ trụ vẫn là lữ thần lão nhân gia ông ta định đoạt à nếu như vẫn là lão nhân gia ông ta định đoạt cái kia lão nhân gia ông ta hiện tại thân thể có được hay không ăn vui vẻ à ngủ ngon không thơm kỳ thực bọn hắn vuốt mông ngựa cũng không phải là cho những này ngoại lai giả nhìn mà là trong trí nhớ của bọn hắn Lữ thần là có thể trưởng khống một phương thế giới này, muốn nghe cái gì muốn nhìn cái gì đều được, bởi vì đối phương chính là chỗ này chân chính chúa tể. Hết thảy cũng rất thuận lợi, di tích bên trong bình quân thực lực cùng lữ trụ giống nhau, cho nên cao tại địa cầu. Cho nên cầu đi lên người tu hành đối mặt bọn này cùng hung cực ác người căn bản ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, thẳng đến bọn hắn gặp được rồi một cái tiểu nữ hài. Vì kia đồng hoàn thành thành chủ cái gì cũng không kịp hỏi đâu, liền chết thảm tại chỗ rồi. Dẫn đường thành thủ nói ra, ta thật là đồng tình đồng hoàn thành thành chủ, đúng rồi, còn có nơi đó thành thủ, nghe nói lúc ấy bọn hắn nhìn thấy như vậy cái tinh xảo tiểu cô nương lúc đều hai mắt tỏa ánh sáng kia mà, kết quả thành chủ một chiêu đều không đi qua, người liền máu hô lần rồi chết rồi, lão thảm rồi. Một cái khác thành thủ cười nói, chết rồi cho phải đây, những thành chủ kia lão gia không có một cái tốt, đáng chết. Thôi đi, ngươi liền không đáng chết, tới nơi này còn có người không đáng chết. Lữ thần lão nhân gia ông ta nhìn rõ mọi việc sẽ không sai phán các ngươi. ở chỗ này tất cả mọi người kỳ thực đều có vô ý thức vuốt mông ngựa thói quen, bởi vì bọn hắn luôn cảm thấy trên đỉnh đầu có thần rõ nhìn chằm chằm đây. đương nhiên làm việc thiện là không thể nào làm việc thiện, làm việc thiện ở chỗ này căn bản liền sống không nổi. đây là hoàn cảnh lớn a. À? cũng có người ở chỗ này sửa đổi rồi ăn năn hối lỗi nhưng còn không có đổi hai ngày liền bị người cho hố chết rồi, cái này bên trên cái nào nói rõ lý lẽ đi. Mà Lữ Thụ vừa nghe đến bọn hắn nói chuyện liền biết rõ tiểu cô nương nhất định là Lữ Tiểu Ngư, đừng nhìn Lữ Tiểu Ngư hiện tại niên cấp còn nhỏ, nhưng chỉ cần Lữ Thụ không ở bên người, thật sẽ rất ngang ngược. Bất quá Lữ Thụ thật là một chút cũng không đồng tình những cái kia người đã chết, dám từ nhỏ cá chủ ý, chết rồi cũng liền chết. Chỉ bất quá không biết rõ Lữ Tiểu Ngư hiện tại thế nào rồi, lữ thù chưa từng lo lắng qua nàng dù sao liền xem như lữ trụ có thể mang theo hai cái đại tông sư chạy khắp nơi người đều không cần ai đi lo lắng cần muốn lo lắng là đối thủ của nàng a à. lữ thù cùng có rang nhỏ giọng thầm thì nói chúng ta trước ổn định có rang gật gật đầu dù sao lữ thù nói thế nào nàng liền làm như thế đó thôi nàng cũng biết rõ lữ thù tính cách khá là cẩn thận sau đó lữ thù có chút hiếu kỳ mà hỏi hỏi thăm một chút nếu như giết rồi thành chủ sẽ chuyện gì phát sinh? Thành thủ cười nói, còn có thể xảy ra cái gì? Đổi thành chủ thôi, nắm tay người nào lớn ai làm thành chủ, bất quá ta nhiều như vậy năm vẫn thật là chỉ gặp qua như thế một lần thành chủ bị giết đây. Hả? Lữ Thụ Nghi hoặc rồi, quy tắc của nơi này đơn giản như vậy sao? Hắn bỗng nhiên có cái to gan ý nghĩ. Lúc này thành thủ nhóm còn vừa nói vừa cười đi tới đâu? mà lữ thụ thì vẽ mặt thành thật cắt ngang rồi thành thủ xin hỏi nói, thành chủ ở thì sao? Thành thủ nhóm bỗng nhiên liền có chút cười không nổi rồi. Bọn hắn muốn nói ngươi đang nói đùa với chúng ta à, thế nhưng là lữ thụ cái kia vẽ mặt nghiêm túc thật sự là để bọn hắn bàn chân đều lành sưu sưu. Nhưng vào lúc này có rang lôi kéo lữ thụ ống tay áo, dùng miệng hình nói ra, miêu miêu. Lữ thụ lúc này mới nghĩ tới đến, áo đúng, hắn hiện tại muốn phòng chính là cái kia gọi là miêu miêu thần bí thanh niên, đối phương bản thân liền mục đích minh xác muốn tìm ra bản thân, kết quả chính mình cưỡng ép ra đầu không phải đưa đi lên cửa sao. Những thành chủ này cùng thành thủ đều không phải là lữ thụ phải đối mặt người, cái kia miêu miêu mới là lữ thụ lần này di tích chi hành lớn nhất tâm bệnh, hắn thậm chí không biết rõ thân phận của đối phương là cái gì, hiện tại cũng không dám tùy tiện hỏi không già thành ở đâu, sợ không già thành lại là cái gì tồn tại đặc thù. Dù sao ngươi một cái ngoại lai giả vừa tới liền biết rõ không già thành, khẳng định có vấn đề a à? lữ thụ cười nói khù khụ ta hỏi thành chủ ở đâu là muốn cùng thành chủ lão nhân gia ông ta gửi lời thăm hỏi thành thủ nhóm bỗng nhiên khí cười rồi mẹ nó ta vừa rồi cho là ta muốn gặp được lần thứ hai vừa tiến đến liền giết thành chủ tân nhân rồi dẫn đường cái kia thành thủ tức giận đối với lữ thụ nói ra ngươi nhanh thôi đi thành chủ là ngươi muốn gặp thì gặp sao muốn đi vuốt mông ngựa chúng ta đều còn chưa tới phiên đâu bỏ cái ý nghĩ đó đi à lữ thụ bỗng nhiên có chút cảm khái cái này băng rồi mấy cái lâu năm người thiết trí lần này lại bị Co rang giữ chặt rồi Co rang vẫn là lữ thụ trong ấn tượng một cái duy nhất có thể kéo ở hắn băng người thiết trí người đồng hoàn thành hẳn là không xa lữ thụ dự định đi một chuyến tòa thành trì này nhà giam liền đi đồng hoàn thành nhìn xem hẳn là có cơ hội tìm tới lữ tiểu ngư trước đó hắn đến tìm được trước trần tổ an cùng thành thu xảo mới được nhà giam dưới đất, thành thủ nhóm mang theo lữ thụ cùng co rang thông qua rồi một cái nhỏ cửa đi xuống bậc thang, trong nhà giam tối tăm ẩm ướt, treo trên vách tường ngọn đèn. Tới đón khách rồi, chớ có biến nhát rồi, thành thủ hô nói. Đến rồi đến rồi, một cái tiểu lão đầu từ lối thoát mặt tiến lên đón, gặp mặt liền trực tiếp vuốt mông ngựa nói ra, những người lớn thật sự là anh minh thần võ, cái này đều nhanh đem chúng ta cái này nhà giam cho nhồi vào rồi. Hai người này đơn độc giam giữ, ban đêm ta muốn đưa bọn hắn đi thành chủ cái kia. Thành thủ nói ra, không cần sai lầm, hiểu không? Hiểu rồi hiểu rồi. Trong coi nhà giam ngục tốt lão đầu dò xét rồi lữ thụ cùng co Rang một chút, phát hiện lớn lên xác thực tuấn tiếu A, khó trách những người khác đến thời điểm đều đã bị đánh cho một trận rồi, hai vị này thí sự đều không có. Lúc này thành thủ đối với lữ thụ cùng co rang cười nói, chúng ta cũng là nhiều có đắc tội, về sau hai vị nếu như ở thành thủ bên người, còn hy vọng đại nhân không chấp tiểu nhân chúng ta cũng là chỗ chức trách lữ thụ giật mình à đây là định đem chính mình dân lên đi đâu lại lo lắng cho mình về sau thượng vị rồi sẽ cho bọn hắn làm khó dễ nhân tâm thật sự là rất phức tạp không đến cuối cùng ngươi cũng không biết rõ người trước mặt suy nghĩ cái gì nhưng lữ thụ liền thụ không rồi cái này ủy khuất chính mình làm sao lại muốn bị dân lên đi đây cao tuổi bên vững đầu dẫn lữ thụ cùng co rang đi vào bên trong đi hai vị mời vào bên trong chúng ta thành chủ này a à liền yêu mến bọn ngươi cái này luận điệu không háo nữ sắc đương nhiên cũng có thể là là ta nơi này tìm không thấy tốt nữ sắc cưỡng ép để cho mình đổi rồi khẩu vị cũng khó nói lữ thù dở khóc dở cười miệng như thế nát bền vững đầu sao hắn hướng bên cạnh nhìn lại một đống một đống người bình thường cùng trái đất tán tu một mặt sinh không thể luyến ngồi ở trong lau mặt khi bọn hắn nhìn thấy lữ thù cùng có đi qua thời điểm đều kinh ngạc đến ngay người rồi hai người này vì cái gì đãi ngộ tốt như vậy, làm sao khiến cho cùng lãnh đạo đến thị sát rồi đồng dạng. Có người không cam lòng đối với bền vững đầu hỏi, bọn hắn vì sao không có bị mang lên xiềng xích. Bền vững đầu khinh thường nói, bởi vì bọn hắn so với các ngươi đẹp mắt. Trong nhà giam một đám người biểu lộ cùng bị xét đánh như vậy, làm sao đến di tích rồi đều muốn so nhang giá trị. Thế giới này đến cùng nơi nào còn có tịnh thổ. Cho có rang cùng lữ thụ an bài là phòng đơn, mặt trong thu thập rõ ràng sáng sáng rộng rãi mở mở hai tấm giường giường trung gian trên mặt bàn lại còn để đó một chậu tiểu lục thực cái này không phải ngục giam a đơn giản chính là đơn đánh dấu ở giữa xem ra cái này trong nhà giam thường thường sẽ tiến đến một chút di tích bên trong đại nhân vật không phải vậy không cần thiết chuẩn bị như thế một cái phòng kỳ thực ngẫm lại cũng thế bền vững đầu về mặt thân phận không rồi đài mặt có quá nhiều người là hắn không chọc nổi chỉ có thể thật tốt hầu hạ có Rang nghĩ nghĩ nói ra, ngươi muốn giết thành chủ sao? Dù sao di tích này bên trong thổ dân, có một cái giết một cái đều không oan uổng, lữ thụ buông tay, bất quá ta sát tính cũng không có lớn như vậy, ngươi cũng không cần nghĩ ta là sát nhân cuồng ma rồi. Từng, có ra gật gật đầu liền bắt đầu từ không gian trang bị bên trong móc đồ vật đi ra, chăn mền, đệm giường, ăn. Lữ thụ tựa ở bền vững trên cửa phòng nhìn lấy co rang yên lặng thu thập phòng, tựa như là một cái hiện lành thê tử. Co ràng quay người hỏi, ngươi có muốn hay không ngủ một giấc, đệm chăn đều trải tốt rồi. Lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày bỗng nhiên lấy lại tinh thần, A à ta đã thật lâu không có ngủ qua cảm giác rồi, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Không có bao lâu thời gian, co ràng đã đem phòng giam trang trí thành rồi một cái ấm áp phòng nhỏ giống như, đối phương cũng không phải là dự định ở chỗ này lâu dài ở lại, mà là đối phương hy vọng cùng lữ thụ chung đụng không gian có thể đẹp một chút. Ngươi bình thường tự mình làm những này việc nhà sao? Lữ Thụ Hiếu Kỳ nói. Trước kia ở Bắc Âu là không làm, có người hầu, có rang cười nói, nhưng là đến rồi trường Bạch Sơn liền không giống nhau rồi, hết thảy đều phải chính mình đến, ta còn học được rồi nấu cơm, thịt băm hương cá, chua cây sợi khoai tây. Lữ Thụ hạ thấp đầu xuống hững hờ mà hỏi, ngươi về sau có tính toán gì? Không có tính toán, có ràng lung lay đầu, đi một bước nhìn một bước. Vạn nhất kết cục không phải ngươi muốn cái kia đâu. Lữ Thụ hỏi. Ngươi cũng không phải vận mệnh, ngươi làm sao biết rõ, co rang cười rực rỡ như ánh nắng. Nhưng vào lúc này bên cạnh phòng giam có người ho khan nói, thụ huynh, nơi này cũng không cách âm. Lữ thụ lúc ấy mặt liền đen rồi, trần tổ an ngươi cũng bị nhốt tiếng đến rồi. Thụ huynh ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, trần tổ an không vui rồi, ta là vì rồi đánh vào địch nhân bên trong, cũng không phải bị ai quan ở chỗ này rồi. Ta là chủ động tiến đến, ngươi tiến đến bao lâu rồi các loại ngươi làm sao cũng là phòng đơn lữ thù sửng sốt rồi bọn hắn là đầu này trên lối đi thứ hai đếm ngược ở giữa trần tổ an là thứ nhất đếm ngược ở giữa cho nên vừa mới lữ thù cũng không nhìn thấy tiểu mập mạp mà lúc này sát vách chỉ có tiểu mập mạp một người năng lượng ba đồng nói rõ tiểu mập mạp cũng là phòng đơn a à. khụ khụ trần tổ an xấu hổ nói bọn hắn nói ban đêm muốn đem ta hiến cho thành chủ Lữ thụ lúc ấy mặt liền đen rồi, tuy nhiên trước đó nói muốn bị dân lên đi thời điểm hắn biểu lộ không dễ nhìn, nhưng tâm lý được công nhận nhan giá trị vẫn là thật vui vẻ nha. Xong khi hắn biết được Trần Tổ An vậy mà cũng bị an bài thời điểm, hắn liền có chút không cao hứng rồi. Cái này mẹ nó thẩm mỹ là chăm chú sao? Lúc này Trần Tổ An còn tràn đầy phấn khởi nói ra, ta vốn là muốn giết chết bọn hắn, ta nhìn rồi, nơi này tuy nhiên có nhất phẩm, nhưng là tuyệt đối không tính quá nhiều, nghe nói bọn hắn thành chủ cũng bất quá là cái nhất phẩm đỉnh phong mà thôi về sau ta nghe nói bọn hắn muốn đem ta dâng lên đi ta liền muốn xem trước một chút đến cùng là ai như thế có ánh mắt lữ thù im ắng thở dài đây là mẹ nó đậu bỉ nhi đồng sung sướng nhiều ở cái ngục giam trả lại cho ngươi ở ra niềm vui thú rồi trần tổ an đào lấy gian phòng hỏi thù huynh các ngươi làm sao cũng là cái này phòng đơn a ta xem qua các ngươi phòng đơn cùng ta đồng dạng Lữ thù mặt không thay đổi nói ra Ta cũng là muốn bị dân lên đi Ha 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 a, à, Trần Tổ An cười to bắt đầu Bọn hắn chăm chú sao Trần Tổ An Ngươi thật là một điểm cầu sinh dục đều không có a. À. Lữ thù đều chấn kinh rồi Nói Lữ thù trực tiếp tách ra mở nhà giam cửa đi cho Trần Tổ An đánh một trận Sau đó trở lại rồi chính mình phòng giam Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị 666 Chủ quan rồi Trần Tổ An xoa xoa máu mũi. Tiểu mập mạp, ngươi gặp thu xảo rồi sao? Lữ thù hỏi. Không có, bất quá không cần lo lắng hắn. Trần Tổ An không để ý nói ra, nhất phẩm ở trong thành trì mặt chỉ cần không đụng tới những cái kia trong tông môn lão yêu quái, một chút việc cũng sẽ không có. À, xem ra ngươi rất tìm hiểu tình huống a. À? Lữ thù hiếu kỳ nói. Đó là đương nhiên, ta ngày đầu tiên tới đây thời điểm là giả ngoại, vừa vặn bắt lấy rồi mấy người thẩm vấn rồi không ít tin tức. Trần Tổ An nhỏ giọng nói ra, bọn hắn nơi này kỳ thực lợi hại nhất là bảy cái tông cửa, những này tông môn đều nắm giữ lấy tương đối lợi hại công pháp, tổng cộng bảy tòa thành trì, mỗi cái tông môn khống chế một tòa thành trì, mà những này thành trì phụ trách cho tông môn chuyển vận tư nguyên. Chờ một chút, ngươi nói lão yêu quái là chỉ. Lữ Thụ Hiếu Kỳ nói, Đại Tông Sư, Tiểu Mập Mập Thần Bí nói, Thụ Huynh, ngươi chỉ sợ còn không biết rõ, người nơi này đều là bị lữ trụ thần vương cho giam giữ tiến đến, đều là tội nhân, có chút cũ yêu quái trước kia còn là lữ trụ bên trong đại nhân vật, cũng không biết rõ vì cái gì vị kia lão thần vương vậy mà không giết bọn hắn, ngược lại đem cừu gia cho lưu lại rồi. Ngươi có không có hỏi thăm đến một cái tên là không già thành địa phương? Lữ thụ hiếu kỳ nói. À, cái này đến không nghe thấy ai nhắc qua, thụ huynh, không già thành là cái gì, ở cái này di tích mặt trong. Trần Tổ An Hiếu Kỳ nói. Người khó nói chưa nghe nói qua bất lão thành sao. Lữ thụ kinh ngạc rồi, bảy đại trong thành trì không có cái tên này. Còn thật không có, Trần Tổ An nói ra, cái này ta rất xác định, bảy đại thành trì, chúng ta bây giờ thân ở cái này gọi là tề tiên thành, lân cận lấy chính là chính dương, sau đó là đồng hoàng, vân ất thành, lục trầm thành, quan hợp thành. Ừm, đây là sáu cái rồi, còn có một cái đâu? Lữ thụ hiếu kỳ hỏi cái thứ bảy tên có chút kỳ quái, Trần Tổ An nhíu mày nói. Kỳ quái. Lữ thù hai mắt tỏa sáng, có phải hay không gọi bất lão thành? Không phải. Trần Tổ An hồi ức rồi một chút nói ra, thứ bảy tòa gọi là Lữ thần lão nhân gia gần nhất thân thể được không thành. Phốc. Lữ thụ kém chút một ngụm lão huyết liền phun ra ngoài rồi, cái này mẹ nó là cái nào nịnh hót cho đặt tên A. À? Cái này mẹ nó vuốt mông ngựa dấu vết cũng quá rõ ràng đi ta cũng không biết rõ ai lên cái này thành trì tên a à, luôn cảm thấy rất kỳ quái lữ thần là ai trần tổ an hiếu kỳ nói bất quá nghe lên giống như rất già dáng vẻ khẳng định không có ta đẹp trai lữ thụ lữ thụ phát hiện mình sửng sốt không có lập trường phản bác Thụ huynh ngươi nói ta nói đối với không cái này lữ thần cái gì nghe lên liền rất yếu a à? người phía dưới vuốt mông ngựa đều yếu như vậy trần tổ an nói ra mấu chốt cái này lữ thần đến cùng là ai a à? Nghe đều chưa nghe nói qua. A, à, thủ huynh ngươi tại sao lại đi ra phòng giam rồi? Chúng ta đây là đang bị cầm tù a, à, ngươi có chút tự giác được hay không? A, à, thủ huynh ngươi làm sao đem phòng ta cửa cũng mở ra rồi. Mà Tào, thủ huynh ngươi làm gì? Sau 10 phút Trần Tổ An lần nữa xoa xoa máu mũi thở dài nói, ra ngoài không xem hoàng lịch a. À. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị 899 Lữ thù trở lại chính mình phòng giam bên trong cách cửa hỏi, ngươi nghe nói đồng hoàn thành thành chủ bị giết sự tình không? Đương nhiên nghe nói rồi, Trần Tổ An từ chính mình không gian trang bị bên trong cầm ra một đoàn giấy nhét vào trong lỗ mũi nói ra, khẳng định là nhỏ cá khô đó a, à, trừ rồi nàng, còn có ai sẽ mạnh như vậy? Vậy ngươi biết rõ nàng hiện tại đi đâu không? Lữ thù hiếu kỳ nói. Cái này liền không biết rõ rồi, dù sao không phải một tòa thành trì hơn nữa lúc này mới tiến vào di tích không có mấy ngày từ những thành trì khác tin tức truyền đến rất không rõ ràng trần tổ an nói ra bất quá giống như đối với những cái kia tông môn tới nói thành chủ cũng không phải là trọng yếu cỡ nào chết một cái đổi lại một cái liền tốt rồi chỉ cần trong thành trì lợi ích tiếp tục chuyển vận bọn hắn không quan tâm ai tới làm thành chủ đương nhiên cần thiết một chút trừng phạt khẳng định sẽ có không phải vậy người người đều đến tranh thành chủ rồi bọn hắn thống trị trật tự cũng chưa vững chắc a. À. Như thế cùng lữ thù lấy được tin tức đồng dạng, thành chủ chết rồi liền sẽ đổi lại kế tiếp, lữ thù ngược lại không lo lắng động hoàn thành phía trên tông môn truy sát lữ tiểu ngư. Dù sao truy sát lữ tiểu ngư loại chuyện này, không có truy sát đến còn tốt, chỉ là thay cái thành chủ. Thật muốn truy sát đến rồi, làm không tốt tông chủ đều phải đổi rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Trần Tổ An hỏi, Nguyên bản hắn là dự định chấp hành chính mình kế hoạch đi tìm thành chủ, nhưng là hiện tại đã lữ thụ đến rồi, hắn liền không quá nguyện ý động não rồi. Phản chính thời gian đã chứng minh rồi, tuy nhiên lữ thụ kế hoạch luôn luôn ở thất bại, nhưng cùng lữ thụ đi tổng không sai, bởi vì kế hoạch sẽ thất bại, nhưng lữ thụ cuối cùng đem thành công. Lữ thụ nghĩ nghĩ, ta tạm thời còn không có gì kế hoạch. Ổn rồi, sát vách truyền đến nhỏ thanh âm của mập mạp. Lữ thụ mặt đều đen rồi, không có kế hoạch liền ổn rồi. Hắn thực sự không muốn lại đánh tiểu mập mập lần thứ ba, dứt khoát nói tiếp nói, chúng ta thiếu khuyết ngoại giới quá nhiều tin tức, cho nên trước không làm cái gì kế hoạch, dù sao thực lực cảnh giới đã đầy đủ rồi, lấy bất biến ứng vạn biến, ta hiện tại ngược lại là phi thường muốn đi gặp cái này tề tiên thành thành chủ. Gặp hắn làm gì? Trần Tổ An sửng sốt một chút. Kết quả lữ thụ chỉ là cười lạnh nhưng không có lên tiếng, lúc này có rang nói ra, ăn cơm đi. Lúc này lữ thụ mới chú ý tới, phòng giam bên trong mặt phiêu đã một cổ mùi cơm chính vị. Lữ thụ một lần đầu liền thấy có rang trong tù mặt chi rồi cái cái nồi cùng lọ, trong nồi hầm lấy một nồi phao mặt, trong mì còn có dăm bông, đùi gà thịt, thịt bò loại hình phụ tài, nghe bắt đầu quá thơm rồi. Có rang không có ý tứ nói, nơi này điều kiện đơn sơ, chỉ có thể làm điểm phao mặt rồi. Tiểu mập mạp chủ động mở ra lao tù cửa đi đến ăn trực, nhưng mà hắn nhìn thấy có rang thời điểm bỗng nhiên sửng sốt rồi, gương mặt này quen thuộc có không quen, lại là cái chính mình hoàn toàn chưa từng gặp qua người, thụ huynh, vị này là. Ách, lữ thụ nói ra, nàng là có rang, dịch dung qua rồi. Trần Tổ An lúc ấy liền kinh rồi, cái này lăn lộn cùng một chỗ rồi. Sau đó hắn nhìn thoáng qua lữ thụ bọn hắn nhà giam ấm áp bố trí. Lúc này phao mặt mùi thơm đã tràn ngập đến toàn bộ nhà giam, lữ thụ phản phất nghe được rồi hơn ngàn danh địa cầu tù phạm tiếng nuốt nước miếng, có người bỗng nhiên trống to, ai đang nấu phao mặt, nơi này nấu phao mặt còn có để cho người sống hay không rồi. Đúng a, à, có hay không lương tri. Mà lữ thụ nhìn thấy chính mình trong hậu trường mặt phụ diện tâm tình giá trị, bỗng nhiên liền mặt mày hớn hở rồi, không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có thể lừa một bút phụ diện tâm tình giá trị. Mắt nhìn thấy hắn hiện tại thấp sáng nhất khỏa tinh thần phụ diện tâm tình giá trị đều cần hơn trăm triệu, Lữ thụ đến bây giờ đều còn chưa nghĩ ra như thế nào mới có thể kiếm được nhiều như vậy phụ diện tâm tình giá trị đâu, đương nhiên là có một chút liền lừa một giờ rồi. Lúc này bên vững đầu cũng đuổi tìm mùi vị chạy tới, sau lưng còn mang theo một nhóm lớn ngục tốt, bọn hắn sửng sốt không có biết rõ ràng vị này nói là chuyện gì xảy ra. Đi qua cái khác phòng giam thời điểm có người bỗng nhiên giữ chặt bền vững đầu y phục, cái này chúng phóng độc người, nhất định phải đem bọn hắn đem ra công lý, tuyệt không nhân nhượng bên vững đầu dở khóc dở cười kỳ thực cảm thụ của hắn rõ ràng nhất lần này tiến đến mới người thật giống như cùng bọn hắn không giống nhau lắm bọn hắn là mang tội tiến đến mà những người này lại không phải hơn nữa bọn hắn cũng thẩm vấn qua kết quả phát hiện những người này ngay cả lữ thần là ai cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra sắp biến thiên rồi sao kỳ thực cũng không trách di tích thổ dân đem trái đất đám tán tu tất cả đều nắm lên đến trái đất tán tu đi vào di tích là cái gì tâm tính đào bảo đến rồi a à. mọi người thấy nơi này có nhân loại thời điểm đều là sững sờ trước khi di tích mặt trong xác thực cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhân loại kết quả không biết rõ cái nào thất đức hàng hô rồi một tiếng đây đều là npc lúc này kỳ thực rất nhiều tán tu chính là cầm di tích khi phó bản soát một cái loại cực lớn phó bản sau đó thật nhiều người cảm thấy có đạo lý a à, liền thật ngốc không kéo mấy cầm di tích thổ dân khi npc rồi còn đi lật trong nhà người khác cái rương cái này đều một đám ác nhân khu quận cư, ngươi chạy người ta trong nhà mở hầm tử có thể làm sao? Chờ Di Tích thổ dân vây quanh về sau bọn hắn liền nghĩ muốn cày quái rồi, kết quả phát hiện đánh không lại a. À. Khi thứ một cái địa cầu tán tu tử vong thời điểm, bọn hắn rốt cục tỉnh táo lại, sau đó trong nháy mắt liền trung thực rồi. Nơi này là di tích, không phải trong trò chơi phó bản, người chết là thật sẽ chết, mà người nơi này thực lực xa cao hơn qua trái đất tiêu chuẩn. Bên vững đầu đeo một đống ngục tốt vội và hướng nhà giam ở giữa nhất mặt đi đến Cơ hồ là theo bản năng hắn đã cảm thấy Cái này yêu thiêu thân có thể là phòng đơn mấy vị kia náo đi ra Nhưng là không biết rõ chuyện gì xảy ra Hắn đột nhiên cảm giác được cái này mùi vị là thật tốt nghe à Chờ bên vững đầu đi vào lữ thù bọn hắn ngoài cửa thời điểm đơn giản đều chấn kinh rồi Đây là lao tù à Tuy nhiên hắn cũng đã gặp đại nhân vật Thế nhưng là có thế ở tề tiên thành trong lao tù qua như thế tứ nhường đây là hắn lần thứ nhất gặp hơn nữa sát vách cái kia thiếu niên làm sao cũng chạy cái này phòng rồi cái này tề tiên thành lao tù hàng rào chất liệu thế nhưng là trộn lẫn rồi hàng thiết xa các ngươi nói tách ra mở liền cho tách ra mở rồi lữ thụ nhìn thấy phía ngoài bền vững đầu bình tĩnh nói ra đói rồi chính mình tùy tiện làm ít đồ ăn một chút không có việc gì rồi ngươi đi mau đi ai được rồi bền vững đầu nói liền cúi đầu không lưng chuẩn bị lui ra rồi lữ thụ cái kia khí độ đơn giản cùng thành chủ giống như nhưng mà hắn quay đầu suy nghĩ một chút không đúng cái này mẹ nó mấy cái tù nhân nói chuyện như thế kiên cường sao hắn là vì rồi về sau không bị làm khó dễ mới như thế ưu đãi nhưng bền vững đầu cũng phải có bền vững đầu tôn nghiêm a à? các ngươi bền vững đầu nghiêm túc nói còn chưa lên tiếng xong đâu lữ thụ kinh ngạc nhìn hắn một cái có chuyện gì sao bền vững đầu trong nháy mắt liền lại sợ rồi không có việc gì không có việc gì liền tranh thủ thời gian lui ra lữ thù phất phất tay không nhìn được nói rằng bên vững đầu lần này không kiên cường rồi hắn dẫn người quay đầu bước đi bởi vì hắn chợt nhớ tới đối phương phòng giam bên trong lò cùng nồi những vật này đều là từ ở đâu ra không gian trang bị chứ sao dù là ở lữ trụ cũng có không gian trang bị cũng là chân chính lão đại bên vững đầu hít vào một ngụm khí lạnh trong lao tù tiến đến đại nhân vật rồi chân chính đại nhân vật bất quá hắn có chút xoắn suýt rồi việc này muốn hay không cho trên mặt thông báo đâu nhưng vào lúc này mấy tên thành thủ đi tới chúng ta để ngươi lưu lại người đâu nói ra thành chủ muốn gặp bọn họ được rồi được rồi bền vững đầu tranh thủ thời gian gật đầu hắn đối với ngục tốt đưa mắt liếc ra ý qua một cái khách khách khí khí cho lữ thủ ba người bọn hắn mời rồi đi ra lần này có thể thở phào rồi chỉ cần cái này ba người ra rồi lao tù liền không có hắn chuyện gì rồi à Bất quá hắn cảm thấy sự tình khả năng cùng thành thủ nhóm nghĩ không giống nhau lắm Thành thủ nhóm cảm thấy thành chủ đêm nay nhất định rất vui vẻ Mà bền vững đầu lại cảm thấy Thành chủ đêm nay khả năng liền cảm giác không thấy khoái hoạt rồi Lữ thủ giống như cười mà không phải cười nhìn rồi bền vững đầu một chút Sau đó cùng thành thủ nhóm đi rồi Lúc này bền vững đầu mới toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly Hắn đối với ngục tốt nói ra Nhanh 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 đem lao tù cửa lớn đóng lại Đêm nay ai hô đều không mở cửa các ngươi ai cũng không cho phép đi ra ngoài. cái này là tiểu nhân vật tránh họa chi đạo rồi, không để ý đến chuyện bên ngoài vĩnh viễn sao tham dự nó bên trong càng thêm an toàn. lữ thụ mang theo co rang cùng trần tổ an đi ở phía sau mặt một đường đi hướng phủ thành chủ. đi vào phủ thành chủ thời điểm trần tổ an cùng co rang còn cảm thấy rất tươi mới, nhưng lữ thụ lại không cảm thấy hiếm lạ rồi. lữ trụ bên trong khắp nơi đều là rộng như vậy rộng rãi đình viện vương thành bên trong so thành chủ này phủ còn hào hoa định viện chỗ nào cũng có, liền nói tống gia đưa cho hắn một cái kia, đều so thành chủ này phủ mạnh. Chỉ tiếc lúc ấy cái kia tòa định viện đã bị tức giận vương thành nhân dân cho hủy đi rồi. Hủy đi về sau lữ thụ mười phần đau lòng, kết quả lữ tiểu ngư còn an ủi lữ thụ nói vỡ nát bình an. Nói thật, hắn lần đầu tiên nghe gặp có người đem vỡ nát bình an cái từ này dùng tại định viện bên trên, bình thường người đều nói cái chén A, à, bác A à cái gì. Hiện tại, chỉ sợ vị này từ Lữ Trụ bị giam giữ tới thành chủ cũng không biết rõ, hắn muốn quy tắc ngầm vị này là mang binh phóng ngựa đi qua vương thành tuyển thủ, nếu như biết rõ rồi khả năng này kết quả là sẽ hoàn toàn khác biệt. Phủ thành chủ nô lệ đem Lữ thụ bọn hắn dẫn tới tiền đình, nô lệ nhỏ hơi nhỏ giọng nói ra, các ngươi tại chỗ này chờ đợi, thành chủ sau đó đến sủng hành các ngươi. Lữ thụ đập đi đập đi miệng, cái này đều mẹ nó cái gì tự nhi a, à? hắn quay đầu nhìn lại Trần Tổ An lúc ấy mặt liền đen rồi tại sao ta cảm giác ngươi còn có chút nóng lòng muốn thử dáng vẻ trần tổ an vui cười a cười nói vạn nhất là cái nữ thành chủ đâu ta mơ hồ có loại dự cảm thành chủ này nhất định là nữ thủ huynh ngươi yên tâm chờ thành chủ này đi ra bằng dung mạo của ta nàng khẳng định sẽ bị ta mê hoặc hoàn toàn không để ý tới các ngươi đến lúc đó các ngươi tuyệt đối là an toàn lữ thụ suy nghĩ trong lời nói mùi vị thế nào như thế không đúng đây Trần Tổ An lúc nào biến như thế đầu sắc rồi. Không, cẩn thận hồi ức qua lại, Lữ Thụ cảm thấy Trần Tổ An cái này tiểu mập mạp đầu giống như vẫn luôn như thế cứng rắn. Ngươi là từ cái nào đến ra khỏi thành chủ là nữ nhân kết luận. Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Ngươi muốn a, à, chúng ta đều là nam đi. Có rằng ý tứ của ta đó là ngươi dịch dung về sau. Trần Tổ An vui cười a à nói ra, nữ nhân mới tìm nam nhân a, à, cho nên thành chủ này khẳng định là nữ lữ thù thở dài tổ an a à, ngươi vẫn là kinh nghiệm sống chưa nhiều ta khi còn bé cùng ngươi ý nghĩ là giống nhau nhưng vào lúc này một cái tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần trần tổ an sắc mặt trực tiếp biến rồi tiếng bước chân kia nghe xong cũng không phải là bình thường người coi như thật sự là nữ thành chủ chỉ sợ hắn cũng phải rơi cái cùng lý nhất tiếu kết quả giống nhau đột nhiên một cái khôi ngô tráng hán đi ra âm trầm xem kỹ lấy lữ thụ ba người bọn họ khi ánh mắt của hắn rơi vào trần tổ an trên người thời điểm nói ra không tệ trần tổ an tóc gáy đều dựng lên đến rồi lữ thụ vui cười a à cười nói người chính là thành chủ cái kia khôi ngô thành chủ sửng sốt một chút không nghĩ tới lữ thụ lúc này vậy mà đảo khách thành chủ hắn bình tĩnh nói làm sao biết rõ để cho các ngươi tới làm gì a à? lữ thụ cười nói trước đừng đề cập chuyện của ngươi trước tiên ta hỏi ngươi kết quả hắn vừa nói ra miệng lại không nghĩ rằng thành chủ này đúng là vạn phần cơ cảnh, khi hắn phát hiện lữ thụ thái độ không đúng thời điểm liền đã tâm lý lẩm bẩm rồi, bây giờ còn chưa mấy người lữ thụ nói xong, cả người đều lao ra ngoài, trực tiếp lựa chọn rồi chạy trốn. Không thể không nói thành chủ này tâm tư vẫn là rất nhãn mình cẩn thận, bằng không thì cũng không có cách nào ở thành chủ này vị trí bên trên ngồi nhiều như vậy năm rồi. Trước mấy ngày vừa có cái thành chủ bị giết, cái này liền đã hướng cái khác thành chủ truyền lại rồi một cái tin tức trọng yếu, cái này mới tới trong đám người mặt, có nhân vật hung ác. Nhưng mà không đợi hắn nhảy lên ra ngoài, thành chủ liền cảm giác chân của mình mắt cá chân đã bị người ta tóm lấy, sau đó cả người giống như là mất lực rồi đồng dạng bị người hung hăng quăng hướng mặt đất, trực tiếp quẳng rồi cái bẫy ăn mặn tám món chay. Đến từ đái tường phú phụ diện tâm tình giá trị, 999. Thành chủ đái tường phú chỉ là trong chớp nhoáng này liền minh bạch, cái kia tra hỏi thiếu niên muốn giết chết chính mình chỉ sợ cũng không thể so với giết chết một cái con kiến càng khó, ngài. Ngài là muốn tới giết ta sao? Lữ thụ lung lay đầu, ta là tới hỏi ngươi, ngươi mẹ nó là làm sao coi trọng cái kia tiểu mập mạp. Đái tường phú. Trần Tổ An. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đái tường phú làm sao đều không nghĩ tới lữ thụ sẽ hỏi ra như thế một vấn đề, tình huống như thế nào a à? đại ca ngài nhìn lên đến có vẻ như một cái đại tông sư như vậy thực lực, kết quả giết tới cửa đến liền nghi vấn ta vì cái gì coi trọng cái này tiểu mập mạp. Ngài không hỏi xem ta tình huống nơi này. Đái tường phú yếu ớt mà hỏi. Chờ một chút mà hỏi lại, lữ thụ nói rằng. Ngài không hỏi xem ta chỗ này đều giam giữ rồi người nào. Đái tường phú yếu ớt mà hỏi. Cái nào nhiều lời như vậy, lữ thụ không nhìn được hỏi, hỏi ngươi cái gì ngươi liền trả lời cái gì đái tường phú nhỏ giọng nói ra kỳ thực tiểu nhân cũng không thích hắn này chủng loại hình lữ thù sửng sốt một chút vậy ngươi vì cái gì giam giữ hắn còn muốn đem hắn đưa đến ngươi nơi này đái tường phú sắp khóc rồi là chúng ta tề tiên tông tông chủ ưa thích a à, tiểu nhân để cho người ta cho tiếp đến nơi đây là đánh thầy tướng số cho hắn trong đêm đưa tiễn đưa đi tông môn ngay trong nháy mắt này tề tiên tông núi lớn nội một cái hạt phát đồng nhang tu sĩ bỗng nhiên sợ run cả người phản phất cái gì rất chuyện không tốt muốn xảy ra như vậy. Cũng ngay trong nháy mắt này lữ thụ đột nhiên hỏi nói, người tông chủ kia ở thì sao? Ta đi hỏi một chút hắn. Đái tường phú nghe xong liền mộng bức rồi, đây là sự thật ngoan nhân a à? mắt nhìn thấy là muốn đi khi mặt hỏi tông chủ vấn đề này rồi sao? Trần Tổ An ở bên cạnh mặt đen lên, thụ huynh quả nhiên vẫn là cái kia thụ huynh a à? Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lúc này đái tường phú thủ hạ bỗng nhiên vọt vào, đại nhân. Xảy ra chuyện gì rồi? Vừa mới đái tường phú bị quẳng xuống đất âm thanh đã kinh động rồi toàn bộ phủ thành chủ, dù sao sàn nhà đều nát không còn hình dáng rồi. Kết quả mọi người tiến rồi tiền định xem xét nhà mình thành chủ nằm rạp trên mặt đất dậy không nổi dáng vẻ, sau đó lại nhìn xem lữ thù cùng bên cạnh Trần Tổ An, co rằng, lúc này quay đầu rời đi, đại nhân, chúng ta đi cho ngươi chuyển cứu binh. Gia đình đi rồi, nô lệ lại là sắp khóc rồi, bình thường gia đình nói đi liền có thể đi, bọn hắn lại không được. Mắt nhìn thấy thành chủ cũng không là đối thủ, bọn hắn làm sao có thể đánh thắng được. Một cái nô lệ mang theo tiếng khóc nức nở đối với lữ thụ nói ra, ngài có việc dễ thương lượng, ngài muốn thật không nguyện ý phục thì hắn, hắn phục thì ngài cũng là có thể. Lữ thụ Đái tường phú Trần Tổ An đều nhanh cười điên rồi, ta cảm thấy không tệ. Đau 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 đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Từ Trần Tổ An nói ra hắn cảm thấy không tệ đến lữ thụ cho hắn cái ót tay một bàn tay, ở giữa là một mạch mà thành nước chảy mây trôi. Lữ thụ quan sát tỉ mỉ lấy tên nô lệ này, hắn chính là phát hiện đối phương cũng không có gặp nô lệ dấu ấn phản phệ, nói cách khác việc này a à, ở đái tường phú tâm lý kỳ thực thật không tính là phản bội. Nghĩ như vậy, lữ thụ thì càng thụ không rồi rồi cái này tội ác chi thành bên trong vốn là đều không phải là kẻ tốt lành gì đại nạn lâm đầu riêng phận mình bay còn không là chuyện thường xảy ra nhưng mà những người này đi ra ngoài phủ thành chủ sau liền bị người giữ chặt hỏi chuyện gì xảy ra chuyện gì như thế kinh hoảng mọi người cũng không có gạt trực tiếp ăn ngay nói thật rồi thành chủ mát rồi tề tiên thành bên trong các tu sĩ đều kinh rồi đồng hoàng thành thành chủ vừa mát bên này tề tiên thành thành chủ vậy mà cũng mát rồi tình huống như thế nào a à? Lần này bị Lữ Thần ném người tiến vào cũng quá hung ác đi. Tận đến giờ phút này, đại bộ phận kỳ thật vẫn là cho rằng những này ngoại lai giả đều là bị Lữ Thần ném vào đến, dù sao nhiều như vậy năm đều như thế tới rồi a. À. Hơn nữa dựa theo những này gia đình nói, mới tới ngoan nhân đánh thành chủ căn bản không có sức hoàn thủ, cái này rất khủng bố rồi. Nên biết rõ cái này bảy đại thành chủ bản thân chính là ngoan nhân, đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác, thực lực còn cao không phải vậy cái này tràn đầy tội phạm địa phương cái nào đến lượt bọn hắn tới làm thành chủ đâu có đi ngang qua thành thủ nhìn thấy bên này làm ồn một mảnh liền đi tới hỏi thăm làm sao rồi đều tụ ở phủ thành chủ cổng chán sống rồi sao có người nói nói thành chủ sợ là phải quỳ rồi các ngươi hôm nay gãi cái kia hai cái tân nhân quá ác rồi dẫn đầu thành thủ hít vào một ngụm khí lạnh hợp lấy ban ngày cái kia thiếu niên hỏi thành chủ thời điểm không phải đùa giỡn a à? có lẽ khi chính mình nói ra nắm tay người nào lớn ai làm thành chủ thời điểm đối phương liền đã hạ quyết tâm rồi lúc này phủ thành chủ bên trong trần tổ an nhỏ giọng hỏi chúng ta làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ lữ thủ hiếu kỳ nói thành chủ này cũng đánh rồi người bên ngoài cũng biết rõ rồi chúng ta tiếp xuống nên làm gì a à? trần tổ an đều gấp rồi ta không biết rõ a à? lữ thủ nói ra ta không có lập kế hoạch mau a à? Không biết rõ vì cái gì, Trần Tổ An nghe đến đó ngược lại nhẹ nhàng thở ra, ổn rồi. Chỉ bất quá lần này, hắn không dám nói lên tiếng. Lữ Thụ quay đầu hỏi Đái Tường Phú, ngươi nói, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Đái Tường Phú nghe xong Lữ Thụ hỏi như vậy liền hư rồi, hắn nghĩ nửa ngày hắn nghĩ tới vừa rồi chính mình nô lệ nói lời, liền thận trọng hỏi, muốn không ta liền phục thì ngày một đêm. Lữ Thụ Trần Tổ An, ha 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 má ơi, ta nhanh không được rồi. Mau mau cút, lữ thụ đạp rồi trần tổ an nhất cước ngồi vào bên cạnh vừa bắt đầu cấu tứ chính mình kế hoạch. Lúc này có Rang bỗng nhiên nói ra, ngươi biết rõ bất lão thành ở cái nào sao? Đái tường phú sửng sốt rồi, chúng ta cái này không có tòa thành này a à. Có gật gật đầu đối với lữ thụ nói ra, liền thành chủ cũng không biết rõ, cái kia trong thành những người khác liền càng không khả năng biết rõ rồi. Cho nên chúng ta vẫn là phải tìm đến bọn hắn tông môn, chỉ sợ chỉ có tông người trong cửa mới có thể biết rõ bất lão thành vị trí rồi. Lữ thụ bưng bít lấy cái ốc nói ra, đúng đúng đúng, ta cái này dòng suy nghĩ đều cho chỉnh loạn rồi, tìm bất lão thành. Kỳ thực cái này cũng không trách lữ thụ thật sự là đái tường phú cái này thể chất, bộ dáng bỗng nhiên nói phục tùng tùy tùng hắn, nội tâm của hắn nhận rồi cực lớn trung kích. Đái tường phú nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, chính là phát hiện lần này tới mới người thật giống như thật cùng dĩ vãng khác biệt, liền nói dĩ vãng, cái nào có một lần đến như vậy nhiều ngoan nhân thời điểm. Trước mặt cái này thiếu niên hẳn là Đại Tông Sư A, hắn cũng không phải không có ở lữ trụ lăn lộn qua, cho nên biết rõ lữ thụ cái này loại ngoan nhân coi như ở lữ trụ cũng giống vậy là ngoan nhân A. Lữ thụ trầm tư, ngay cả đái tường phú cũng không biết rõ bất lão thành tồn tại, cứ như vậy cái kia gọi là miêu miêu thần bí thanh niên liền càng thêm thần bí rồi. Chờ một chút, lữ thụ lên tiếng nói, ta nghĩ tới rồi một việc đái tường phú khách khách khí khí nằm sắp tại mặt đất bên trên nhất đầu nói ngài nói các ngươi tề tiên thành tông môn gọi là tề tiên tông lữ thụ nghiêm túc hỏi đúng a à, đái tường phú sửng sốt một chút cái này thật không có lừa gạt ngài a à, cái này tề tiên tông tông chủ trước kia là lữ trụ một nước nhỏ quốc chủ không phải hỏi ngươi cái này lữ thụ khoát tay áo ta là muốn hỏi ngươi lữ thần lão nhân gia gần nhất thân thể được không thành tông môn kêu cái gì Trần Tổ An chấn kinh nói, thủ huynh ngươi nhìn vấn đề góc độ quả nhiên xảo trá. Đái tường phú thận trọng nói ra, liền gọi lữ thần lão nhân gia gần nhất thân thể được không tông. Phủ thành chủ gia đình là trước tiên phát hiện lữ Thụ bọn hắn chuẩn bị người rời đi, có yêu mến vỗ mông ngựa thất tới ân cần thăm hỏi, đại nhân, ngài đây là muốn đi sao? Lữ Thụ liếc xéo rồi bọn hắn một chút, cái này là các ngươi nên hỏi sự tình sao? Tiểu nhân không dám, gia đình bị hù tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất vậy đại nhân có chuyện gì hay không yêu cầu bàn giao lữ thù nghĩ nửa ngày bỗng nhiên nói ra nhớ kỹ trong nhà giam người một cái đều không cho thả đi đã nghe chưa lúc này phủ thành chủ bọn gia đình đều mơ hồ rồi ngài đây là cùng bọn hắn có thù vẫn là thế nào lúc gần đi lời nhắn nhủ duy nhất một việc chính là ngàn vạn đừng đem những này người cho phóng xuất bọn hắn phải là đời trước tạo rồi cái gì nghiệt đời này mới sẽ gặp phải ngươi Bất quá lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, bất quá không cần ngược đãi bọn hắn, đồ ăn vẫn là muốn chuẩn bị xong. Nếu như ta phát hiện bọn hắn chết rồi một cái, về sau ai làm thành chủ ta liền trở lại giết rồi ai? Gia đình tranh thủ thời gian khúng núng đáp ứng, địa phương quỷ quái này, đại tông sư nói muốn giết người còn thật không có giết không được, trừ phi đối phương cũng là đại tông sư. Nơi này không giống lữ trụ lớn như vậy, ở lữ trụ gây rồi người trốn đi đến, Liền xem như đại tông sư muốn tìm một người nói không chừng cũng phải tốn hao mấy chục năm công phu. Mà ở trong đó liền không giống nhau rồi, bản thân địa phương liền không lớn, có thế chạy địa phương cũng không nhiều. Bất quá cái này để gia đình có chút mơ hồ rồi, ngài đây là cầu cái gì đâu? Hắn không biết, đối với Lữ Thụ tới nói là khẳng định không nghĩ những thứ này hải ngoại tán tu đi ra, một mặt là muốn lừa phụ diện tâm tình giá trị, một phương khác mặt thì là không muốn đám người này thêm phiền nhưng cùng với là địa cầu người, lữ thù cũng sẽ không đem tính mạng của bọn hắn làm trò đùa, có thể bảo đảm vẫn là bảo đảm một chút nha. Lữ thù mang theo co rang cùng Trần Tổ An chuẩn bị rời khỏi, bọn hắn chuyện làm thứ nhất chính là muốn đi tìm lữ tiểu ngư tụ hợp, mục tiêu chính là đồng hoàn thành phụ cận. Ở lữ thù xem ra, lữ tiểu ngư bỗng nhiên lên làm đồng hoàng tông tông chủ cũng không tính là quá ngoài ý muốn. Kết quả bọn hắn còn không có xuất phát đâu, liền có rồi tin tức mới truyền đến. Lữ tiểu ngư giết chết rồi đồng hoàng tông tông chủ về sau, biến mất rồi. Lữ thụ không hiểu, liền không có người tiếp tục đuổi nàng sao. Gia đình thận trọng nói ra, còn có người dám truy à. Phương thế giới này bên trong người lợi hại nhất một trong, đồng hoàng tông tông chủ đều bị giết rồi, lúc này mọi người mới hiểu được tiểu nữ hài kia đến cùng đến cỡ nào dữ dội. Bất quá lữ thụ ngược lại là yên tâm không ít, tối thiểu cứ như vậy cái kia gọi là miêu miêu thần bí thanh niên muốn tìm đến lữ tiểu ngư đoán chừng cũng không dễ dàng liền nhìn đối phương vẫn phải cầm quyển trục bức họa tìm đến người thủ đoạn tới nói cái này di tích thế giới bên trong cũng không có cái gì chân chính chúa tể nếu có cũng nhất định là lão thần vương những người khác chỉ là khách trọ của nơi này mà thôi lợi hại hơn nữa khách trọ cái kia cũng chỉ là khách trọ vậy chúng ta làm sao bây giờ trần tổ an hiếu kỳ nói Đương nhiên là hướng đồng hoàn thành bên kia đi rồi, lữ thụ đương nhiên nói ra, bất quá trên đường đi qua chính Dương Thành cũng muốn đi một chút. Đi những cái kia thành trì làm gì? Trần Tổ An không hiểu, nhưng mà hắn trong lòng bỗng nhiên liền bắt đầu thay những cái kia trong thành trì người cảm thấy bi ai rồi. Cấm địa bên ngoài cùng cấm địa bên trong cũng giống như nhau, không thể bay lượng, nhưng là có co răng ở tình huống dưới lôi đình đã không phải là lữ thụ muốn cân nhắc sự tình rồi. Cái này rất vui vẻ rồi, người khác cũng không thể bay liền chính mình bay được đơn giản tự như là sân nhà đồng dạng vẻn vẹn thời gian qua đi nửa ngày thời gian lữ thù liền dẫn co rang cùng trần tổ an đi vào chính dương thành trước cửa lúc này chính dương thành trước cửa lớn cửa đóng kín phản phất muốn chuẩn bị chiến đấu giống như lữ thù thở dài nói động tác quá lớn rồi đem bọn hắn cho kinh động rồi a à. lúc này di tích thế giới bên trong các đại thành chủ hòa các đại tông chủ đều người người cảm thấy bất an nơi này đã quá lâu không có đi vào tân nhân rồi cho nên mọi người đối mặt mới tâm thái của người ta có chút thư giãn lữ tiểu ngư dết thành chủ thời điểm tất cả mọi người còn không có coi ra gì dù sao dết cái thành chủ a à, tuy nhiên hiếm thấy nhưng trong lịch sử cũng không phải là không có chỉ bất quá lần này tân nhân dết thành chủ tương đối hiếm có một chút thế nhưng là khi mọi người phát hiện lữ tiểu ngư ngay cả tông chủ đều có thể dết thời điểm cũng cảm giác tương đối kinh dị rồi a à, đám tông chủ đều sợ rồi cứ như vậy một thế giới nho nhỏ đồng hoàng tông tông chủ là cái thực lực gì cảnh giới tất cả mọi người rất rõ ràng lẫn nhau động thủ cũng liền là nửa cân đối với tám hai cũng liền nói đối phương có thể giết đồng hoàng tông tông chủ cũng không kém chính mình cái này một cái thế là lữ tiểu ngư cho toàn bộ di tích thế giới thành trì cùng tông môn đều cho đánh tự bế rồi mà lữ thù biết rõ hiện tại sợ rằng cũng đừng nghĩ tìm tới cá nhỏ bởi vì cá nhỏ lúc này nhất định đang hấp thu cái thứ ba đại tông sư pháp tắc Cho giáo chủ tấn thăng thực lực cảnh giới Chờ đến cá nhỏ thời điểm xuất hiện lại Chính là mang theo ba cái đại tông sư rồi Lúc này lữ thụ cũng rất khó chịu a à, Cho hắn cung cấp phụ diện tâm tình đáng giá người thực sự quá nhiều Thu nhập trong ghi chép mặt soát bình phong quá nhanh Nhiều người như vậy tên muốn tìm đến đồng hoàng tông tông chủ tên đều không cách nào tìm Bất quá lữ thụ chắc chắn đồng hoàng tông tông chủ nhất định là lữ tiểu ngư giết chết. Lữ thù một chút cũng không vội cũng không hoảng hốt, nên hoảng hẳn là những cái kia di tích thế giới các đại tông sư. Lữ thù vỗ vỗ chính dương thành cửa lớn, có ai không? Trên cổng thành dò xét ra cái đầu đến dắt cuốn họng hô to, đừng vuốt rồi, các ngươi làm gì? Ngoạ tàu. Khi trên cổng thành cái kia cái đầu thấy rõ ràng lữ thù bọn hắn những này ngoại lai giả trang phục trong thời gian mặt liền chạy rồi, vội vàng đi trong thành cùng mọi người báo tin, xong rồi xong rồi, lại có tân nhân tới nơi này rồi, chủ động tới. Trong thành ác ôn nhóm suy nghĩ lời này cũng cảm giác tâm lý thật biệt khuất, dĩ vãng lần nào không là người mới đến rồi về sau đều phải trước ổ lấy. Lần này thời tiết thay đổi rồi sao? Nơi này tự như là một tòa chân chính ngục giam, mới tới phạm nhân tiến đến về sau ngươi trước tiên cần phải bị các lão nhân dày vò dày vò cho điểm hạ mã uy mới được, thể phạt phải đi một lần a. À ở bồn cầu bên cạnh phải đi một lần đi không quan tâm ngoài mặt bao lớn nhân vật tiến đến rồi trước tiên cần phải nhập gia tùy tục mới được tông môn tự như là cái trong nhà giam hào dài hào dài cũng là tù phạm nhưng quyền lực lớn năng lực mạnh cái khác tù phạm đều nghe bọn hắn mà thành chủ tự như là hào lớn lên tay chân hỗ trợ quản lý cái khác tiểu lâu la trật tự rành mạch trên cơ bản không có cái nào tân nhân có thế ở quần thể lực lượng trước mặt nhất lên gió to sóng lớn gì sau khi đi vào liền bị thu thập ngoan ngoãn rồi đương nhiên cũng có đặc thù chiếu cố nói thí dụ như mới tới sẽ bị hỏi bên ngoài mặt với ai nhận biết a à, trước đó làm cái gì a à? cái này nếu là vương thành nhà giàu xuất thân cái kia mọi người liền sẽ ước lượng lấy đến dù sao vạn nhất ngày nào bị lão thần vương cho thả ra rồi lại bị vương thành nhà giàu truy sát nhiều tính không ra a à? nhưng mà lữ tiểu ngư liền lợi hại rồi nàng đem hào dài cùng tay chân toàn làm chết rồi lúc này chính dương thành thành chủ nghe nói động tĩnh liền đi ra khỏi phủ thành chủ chuyện gì xảy ra hắn đại nô lệ mở miệng liền nói ra thành chủ ngài tranh thủ thời gian chạy a à, nếu không chạy liền không kịp rồi có người đánh lên cửa rồi thành chủ tâm lý bị khuất hỏng rồi phương thế giới này bên trong hắn vẫn là lần đầu như thế uất ức đây này kết quả tất cả mọi người chợt nghe oanh một tiếng chính dương thành cổng thành vỡ thành vô số mảnh gỗ vụn lữ thủ cất bước đi đến thành chủ ở đâu Hết chương 1.200 Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.